Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chapter 31 Người đàn ông tốt 200 người này đều còn là thanh niên trẻ khỏe, chỉ biết làm du côn đánh chém người khác, tuy họ có vẻ vô tích sự, nhưng tính cương trực có thừa. Thoáng nghe tin họ sắp phải khuân vác nặng nhọc trên công trường, vài người đã bỏ việc ngay. Thà đứng mà chết còn hơn phải quỳ để sống. Giang Hải thích người cương trực, nên anh lớn tiếng nói, tôi kêu ông chủ của các anh lấy tiền đến chuộc, nhưng bọn họ mặc kệ các cậu rồi. Các anh làm việc bán mạng vì thứ ông chủ như vậy có đáng không? Có người nói vặn lại, anh nói bậy, đại ca là người rất trượng nghĩa. Đúng đó, chị Sát Hồng ngày thường đối đãi với đám anh em chúng tôi rất tốt. Đừng tin anh ta, anh ta chỉ đang muốn chúng ta làm việc cho anh ta mà thôi. Đúng, không được tin. Giang Hải cười, trượng nghĩa, là các anh bán mạng còn họ đếm tiền, họ ngồi còn các anh đứng. Các anh muốn sống như một con chó do người khác nuôi? không có tiền chuộc thì đừng mơ thoát, ăn ở không còn không làm gì, các cậu ai cũng phải khuân vác gạch cho tôi để kiếm tiền chuộc thân. 200 người ồn ào hẳn lên, họ bàn luận, lao nhau, quát tháo nhau. Giọng nói của Giang Hải rất có uy lực, áp đảo cả một đám đông, các cậu thử đã mang lại cho lão đại của mình bao nhiêu lợi ích, nhưng bọn họ thì sao, họ đã cho các cậu được những gì? Nếu bọn họ trưởng nghĩa thật, thì bây giờ bọn họ không có động thái gì sao? Audio điện tử võ tấn bền. Giang Hải chậm rãi đi vào trong đám người, anh nhìn từng gương mặt của từng người một, sắc mặt họ đều tái xanh, những người này đều còn trẻ cả, dù là kẻ lang thang nhưng vẫn có hy vọng quay đầu. Giang Hải nói, các cậu nói lão đại mình trượng nghĩa, vậy thì được, tôi cho các cậu một cơ hội, ai có thể bỏ ra 100 triệu, tôi thả người đó đi. Tôi cũng không lấy số tiền đó, chỉ cần các cậu chứng minh các cậu có chứng minh vị lão đại của mọi người sẵn sàng bỏ tiền vì mọi người. Mọi người đột nhiên im lặng hết, trong số 200 người này, có người mới bắt đầu gia nhập không lâu, có người thì đi theo lão đại cũng được vài chục triệu, đồ ăn thức uống thì có thật, nhưng tiền thì sao? Tất cả bọn họ đều là những kẻ nghèo rất mồng tơi. Sao? Giang Hải cười chế nhạo, các cậu còn nghĩ lão đại của mình rất trượng nghĩa nữa không? Dù anh nói gì đi nữa, chúng tôi cũng không làm trên công trường đâu, một người trong đám đông hét lên. Giang Hải nhìn sang, thấy một thanh niên tóc nhuộm màu vàng. Giang Hải đến gần, cậu thanh niên sợ hãi lùi lại hai bước. Chính là lúc nãy, Giang Hải đá cậu ta lăn quay, hành động thật là đáng sợ. Nắm lấy mái tóc xanh của nam thanh niên, anh nói, "Nhuộm màu này khiến cậu thấy mình rất chất phải không?" Anh tiếp tục quay đầu lại hỏi mọi người, "Ai xung phong cạo trọc cái đầu này cho cậu ta, tôi cho 50 triệu." Tất cả im thin thít có vài người cũng háo hức muốn thử, nhưng cuối cùng chẳng có âm thanh nào lên tiếng. Tần Hiên lấy ra tờ chi phiếu cùng cây tông đơ, Giang Hải đưa cả hai thứ đó cho gã tóc vàng, ai cạo sạch nó thì có tiền. Lời tôi nói luôn giữ, đừng dại mà không tin. Giang Hải đứng một bên, đúng là có tiền có khác, lập tức có người lao tới chỗ gã tóc vàng. Tất cả mọi người trên công trường đều chứng kiến hết cảnh này, cố huyền như mỉm cười, anh rất giỏi, có lẽ anh có tố chất lãnh đạo. Cố huyền như chưa thấy đắng lòng, cảm thấy mình quá bất tài. Mình có xứng với anh không? Tại sao một người đàn ông tốt như thế lại đối tốt với mình như vậy? Gã tóc vàng cố gắng vùng vẫy, chỉ cần tự cảo sẽ có luôn 50 triệu. Giang Hải ra hiệu, mọi người nhìn sang, lúc này không có người nào nhỏ to gì nữa. Giang Hải nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Giang Hải tiếp tục, mọi người có thể tự kiếm ăn, kiếm ăn chân chính, ngẩng cao đầu mà không sợ ai cả bây giờ chính là tôi cho mọi người cơ hội để được lấy lại cái tôi của mình. Khi về đến nhà, người thân thì vui cho anh, khi các anh ra đường, không ai mắng chửi sau lưng các anh nữa. Rồi sẽ có người chủ động gọi các anh một tiếng, anh, không phải do họ sợ các anh, mà là coi trọng các anh. Cái đầu vàng của cậu thanh niên lúc này y hệt như vừa bị chó gặp, bộ dạng thảm hại, cậu ta khó chịu nói, khuôn vác gạch cũng được tôn trọng sao, đừng lừa tôi. Giang Hải bước đến, vươn tay lôi gã đầu vàng đứng dậy phủi hết bụi trên người cậu ta cậu thì biết làm gì nào nói đi tôi sẽ thu xếp công việc cho cậu chàng trai tóc xanh nói tôi biết đánh nhau giang hải không bận tâm câu kia của cậu anh cười vậy thì sau này cậu sẽ được đánh nhau nhưng phải biết đánh lúc nào và đánh ai mới được đây mới gọi là biết đánh nhau tôi sẽ lo tiền thuốc men nếu cậu bị thương anh lừa tôi có ai kiếm tiền bằng cách đánh nhau đâu chứ có đấy Giang Hải cười tự tin, tôi cần 100 người đánh giỏi, không biết ai nhận được. Lương 80 triệu một tháng. Đánh nhau để kiếm tiền là điều chưa từng nghe qua, nhiều người nghĩ chắc là đánh quyền anh, nhưng khi hỏi Giang Hải thì biết rằng họ sẽ đánh nhau trên đường phố, họ sẽ không cần chịu trách nhiệm nếu lỡ đánh chết người. Tôi làm được, tôi tham gia. Tôi cũng làm. Có người lập tức đứng lên, chính là ba người vừa rồi đã cạo đầu cậu nhóc tóc vàng kia nhưng nhiều người khác vẫn không thể tin được Giang Hải. Giang Hải nói, tôi chỉ cần 100 người, 100 người sẽ được thi đấu và chọn ra ở ngay công trường này. Tôi sẽ chọn ra những người giỏi nhất. Phần thưởng cho người có thành tích tốt nhất hôm nay là 50 triệu. Người giỏi nhất trong ngày là có thưởng, Giang Hải nói xong đi mất. Trên đường về, Cố Uyển như nhận được cuộc gọi từ showroom xe, nói chiếc Cayenne đã được sửa xong. Giang Hải gật đầu, ngày mai lái xe đến công trường, ngày mốt ai đánh thắng thì chiếc xe sẽ thuộc về người đó. Ngày hôm sau, ba người kia đang giúp việc trên công trường, chỉ có ba người đấy cảm thấy mình bị lừa nên chẳng có chút hăng hái nào. Giang Hải không quan tâm, chỉ yên lặng quan sát, anh đợi đến khi mọi người tan làm, anh chọn đại một người cả ngày hôm nay đã có biểu hiện tốt nhất, thưởng cho anh ta 50 triệu tiền mặt trước mặt mọi người. Chiếc Cayenne đã được lái về đến công trường, Giang Hải nói, ngày mai, ai thắng cuộc thì người đó sẽ sở hữu chiếc xe này. Ai muốn tham gia thì cứ việc. Vừa thấy có người được nhận 50 triệu, có người đã bị tiền làm cho thỏa hiệp, hơn nữa lại nhìn thấy có xe sang thì mọi người kéo nhau tham gia. Ông chủ, chúng tôi còn chưa ăn cơm, ngày mai sao có sức làm. Đầu vàng lớn tiếng. Giang Hải cười, có làm thì mới có ăn, đây chính là quy định. Anh để họ nhịn đói luôn sao? Cố huyền như trượt cảm đáng thương cho họ. Giang Hải nói, khi em quản lý, em phải nhớ nói một là một, hai là hai. Ngô Mẫn nghe thấy vậy cũng thầm thán phục anh. Để bọn côn đồ này khuân vác gạch miễn phí, anh chỉ cần sắp xếp là được. 50 triệu một ngày, 200 người làm việc, vẫn rất bèo. Giang Hải nói, bắt đầu từ ngày mai, mọi người trên công trường nhất định phải ăn no nê rồi mới làm việc, không được có chuyện không nỡ tiêu tiền. Cố huyền như gật đầu, cô quá lương thiện, không đành lòng khi thấy người ta không đủ ăn. Giang Hải nói với Ngô Mẫn, sắp xếp người giám sát, lập danh sách 100 người có thành tích cao nhất không những được ăn thêm món ăn mà còn được cộng điểm tích lũy để tính thứ hạng. Những người còn lại vì tôi chọn. Ngô Mẫn cười gian xảo, một khi được xếp hạng thì những người này sẽ làm việc bán mạng để tranh hạng. Buổi tối về nhà, Giang Hải vẫn ăn uống ngấu nghiến, bà mẹ vợ nhìn anh mà thấy thương, nhìn anh cứ như bị bỏ đói mấy ngày rồi ấy bà nhịn không nổi nhưng chỉ đành lôi cố uyển như ra trách mắng giang hải ngồi bên cạnh chỉ cười hí hưng thỉnh thoảng anh cũng nói đỡ vài lời cho uyển như anh không lên tiếng còn đỡ chứ anh càng nói càng tỏ ra vẻ giang hải đang phải chịu ấm ức vậy cố uyển như tức rõ ràng mình là con gái ruột của bà mà sao giờ mình bị trách móc như mình là con dâu ngày hôm sau giang hải rủ uyển như ra ngoài có một người già đang đứng cách chàng thanh niên không xa Giang Hải bước lại gần, ông có việc gì không? Ông cụ rất khách sáo, chàng trai trẻ, hôm nay tôi tìm cậu có chút đường đột, tôi muốn mời cậu uống trà với tôi một chút được không? Giang Hải nói, làm sao tôi dám quấy rầy ông chứ, có việc gì thì ông cứ nói thẳng đi. Giang Hải đã đoán ra bảy tám phần, ông già thấy thiếu niên kia không vui thì đã hiểu ra, chuyện mà ông sắp sửa tính nói ra sợ là anh sẽ không vui. Tôi từng ở phía Bắc đã vài chục năm, mọi người gọi tôi là Hàn Lập Hy, đây là cháu trai của tôi tên là hàn kiên tôi hy vọng hy vọng thằng bé có thể theo anh học hỏi chút tài lẻ của anh thái độ của giang hải trật khác hẳn thì ra ông cụ trước mắt chính là hàn lập hy tiếng tăm lẫy lừng năm nào tên thật của hàn lập hy sợ là không ai nhớ tới nữa nghe đồn rằng ông có sức mạnh phi thường thì ra là hàn lão thật không ngờ lại gặp được ông ở đây giang hải là đế vương nhưng cũng kính trọng một anh hùng bảo vệ quốc gia anh nhìn hàn kiên Thản nhiên nói, tôi không đủ bản lĩnh dạy cậu ấy đâu, nhưng nếu như cậu ấy đồng ý, tôi sẽ đề cử cho cậu ấy một người thầy khác. Thân phận của đế vương có phần hơi đặc biệt, nên không thể tùy ý thu đồ đệ, làm đồ đệ của đế vương cũng phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Nếu như không có lý do đặc biệt gì, người kế thừa tương lai của đế vương nhất định phải là một mồ côi, không cha không mẹ. Vì trong trường hợp một ngày người thân đế vương làm ra chuyện ảnh hưởng đến cả một khu vực hay đất nước, liệu đế vương có ra tay giết họ không? hay là mặc kệ số phận? Anh thì có gì đặc biệt hơn người khác đâu chứ, bộ tưởng tôi muốn đi theo đuôi anh học hỏi chắc. Hàn Kiên tức giận quay đi chỗ khác. Hàn Lập Hy trừng mắt, đưa tay muốn đánh đứa cháu ngu ngốc này. Giang hả ai cản ông lại, cười khẽ tôi sẽ giúp cho cậu chọn người sư phụ khác, tôi cho cậu nửa giờ, nếu cậu có thể chạm được một mảnh vạt áo nhỏ xíu của người đó thì tôi bái cậu làm thầy, cậu thấy sao? Thật không, Hàn Kiên tươi tỉnh hẳn, câu này là anh nói đấy nhé. Đúng. Khốn kiếp, Hàn Lập Hy tím mặt tức giận mà nói, không biết trên dưới là gì cả nhà cho ông. Giang Hải nói, Hàn Lão, tôi cùng với cậu bé đã hứa với nhau rồi, cậu ta mà về luôn thì chẳng phải là tôi thất hứa hay sao? Nói xong, Giang Hải lắc đầu chào tạm biệt rồi đi mất. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày trước khi mảnh đất được bán đấu giá, huyền như lại càng bận rộn hơn. Lượng tiền mà tập đoàn Uyển Như bỏ ra đầu tư cũng đủ để mua lại hai mảnh đất sắp được bán đấu giá đó rồi, cho nên đây sẽ là buổi đấu giá sẽ kịch liệt, có rất nhiều người đến tham dự. Mới vài ngày mà tập đoàn Uyển Như đã nhảy phóc lên đứng đầu những doanh nghiệp nổi tiếng ở thành phố Giang Tư. Đến nỗi bây giờ Uyển Như cũng không nhớ nổi đoàn Uyển Như có bao nhiêu sản nghiệp nữa. Giang Hải tiếp tục làm người nhàn rỗi, trong khi Uyển Như bận tối mắt tối mũi, đến nỗi cánh cửa phòng làm việc của cô bị đạp hỏng rồi người này người nọ ra vào tấp nập tìm huyền như ký tên. Giang Hải đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng rồi uể oải đóng cửa lại, anh dán một miếng giấy lên cửa, không phận sự miễn vào. Vợ yêu à, có lẽ em nên chuẩn bị cho việc kế tiếp rồi đó. Giang Hải sắp lại gần tiên giao, theo thói quen mà kéo cô sát lại gần anh. Tiên giao tưởng Giang Hải bắt đầu muốn trêu cô nữa, nên cô vội rụt tay lại nhưng anh không cho, anh lại muốn làm trò gì với em nữa đây giang hải nói ngày mai đã là ngày đấu giá mảnh đất kia rồi đó vậy thì sao cố uyển như nói nhân lúc này phải ép giá để còn mua lại vài công ty nhỏ nữa giang hải cười còn mảnh đất kia em không quan tâm tới sao đừng nói là anh còn mơ tưởng đến mảnh đất kia chứ uyển như giật mình mấy ngày nay bao nhiêu tiền đã đổ vào dự án này hết rồi chẳng lẽ giang hải còn muốn tham dự đấu giá nữa sao cuối cùng thì giang hải giàu đến cỡ nào Chapter 32 Huynh Hoang Thế thì đương nhiên rồi, mảnh đất đó rất tốt. Giang Hải cười xấu xa, vợ à, em cần cố gắng kiếm một phần gia sản lớn cho con của chúng ta, để nó trở thành con nhà giàu. Vốn dĩ muốn nói chuyện nghiêm chỉnh nhưng không ngờ Giang Hải lại nói vớ vẩn như thế. Mặt gỗ huyền như đỏ lên, không muốn dây dưa với Giang Hải, ai muốn sinh con cho anh chứ? Không sinh con thì lẽ nào sinh thú à? Giang Hải nói đùa, thế là sinh con nhé thì sinh lại bị mắc lừa rồi. Cố Huyền Như xấu hổ đóng sầm cửa lại. Khách sạn Thiên Nha chính là sản nghiệp của Lan Gia, cũng chính là khách sạn đứng đầu ở Giang Tư. Buổi đấu giá mảnh đất cửa ngõ phía tây thành phố được tổ chức ở đây. bãi đỗ xe dường như quá tải. Đấu giá chẳng qua là so sánh giá cả cao thấp mà thôi, cũng có thể coi đây là cơ hội rèn luyện cho người trẻ tuổi. Cố Huyền Như có quá nhiều công việc cần làm, cũng quá hiểu tính cách của Giang Hải việc cô có đến hay không thì cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm. Thứ mà Giang Hải muốn có được, anh không thiếu tiền. Vừa mới bước vào đại sảnh, Giang Hải nhìn thấy tờ quảng cáo lớn, vị trí đầu rồng thiết kế thành trung tâm thương mại, rất rộng lớn. Lan ra muốn khoa trương, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu mà bản vẽ quy hoạch cũng đã làm xong rồi. Theo giả thiết này thì trung tâm thương mại của thành phố Giang Tư sẽ trở thành nơi tập kết và phân phối hàng hóa thương mại lớn nhất những khu vực lân cận. Một khi triển khai thành công thì Lan gia sẽ trở thành gia đình quyền quý danh giá bậc nhất thành phố Giang Tư. Giang Hải cười lạnh, Lan gia đã chiếm giữ thành phố Giang Tư mấy chục năm nay rồi, đến lúc kết thúc rồi. Lúc này, có một đám người nhanh chóng đi vào, ai cùng đem theo thùng nhỏ. Một người phụ nữ đang ôm một thùng rượu đỏ, có vẻ rất vất vả. Cẩn thận, đây là đồ dùng cho buổi đấu giá của Lan gia đấy. Người phụ nữ nhìn thấy Giang Hải sai bảo, này cậu kia, tới đây hỗ trợ vận chuyển đi. Giang Hải im lặng không nói gì, không có chút biểu cảm gì, quay người bỏ đi. Tiệc rượu, Lan Gia đã chuẩn bị tiệc chúc mừng rồi, quá ngạo mạn rồi. Người phụ nữ kia nhíu mày, sắc mặt thể hiện sự không vui. Cậu đứng lại, tôi là Thanh Liễu, là trợ lý của Lan Kiều, tôi bảo anh giúp tôi chuyển những thùng đồ này đến phòng tiệc. Thanh Liễu nói ra thân phận của mình xong thì tỏ ra kiêu ngạo, mặt hống hách. Lan Kiều được mệnh danh là nữ gia cát của thành phố Giang Tư. Đệ nhất mỹ nhân, cũng là đệ nhất tài nữ. Xinh đẹp, tài năng hơn người, càng quan trọng hơn đó là cô ta chính là viên minh châu trên tay Lan gia, cũng chính là người điều hành của tập đoàn Lan thị hiện nay. Làm trợ lý của Lan Kiều nên Thanh Liễu cũng là người tài giỏi, cũng có chút trình độ khi gặp mặt, gọi món tiếp đãi khách hàng. Giới thượng lưu của thành phố Giang Tư cũng chỉ loanh quanh vài người, Thanh Liễu cho dù không quen hết nhưng cũng đủ rồi. Người thanh niên ở trước mặt này, thanh liễu chưa từng gặp bao giờ, cô khẳng định không phải là con cháu giới thượng lưu. Hơn nữa bộ quần áo mặc trên người kia cũng rất bình thường, trong buổi đấu giá quan trọng như thế này, những người có máu mặt làm sao lại có thể ăn mặc tùy tiện như vậy được chứ? Giang Hải dừng bước, quay đầu lại hỏi, hôm nay Lan Kiều cũng đến. Đương nhiên rồi, Thanh Liễu lạnh lùng nói, Lan Kiều tiểu thư không phải là người mà người như anh có thể mơ tưởng tới, cũng không xem bản thân là dạng người gì giang hải quay người đi luôn cười nhẹ lẩm bẩm một mình thế thì vở kịch ngày hôm này có chút thú vị rồi thấy giang hải hoàn toàn coi thường mình thanh Liễu tức giận như muốn nổ tung trước đây cho dù có gặp phải người nào không có mắt nhìn người chỉ cần cô ta nói ra thân phận của mình đều lo nịnh nọt lấy lòng mặc dù cô ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ nhưng có không biết bao nhiêu người mê muội theo đuổi lan kiều ở thành phố giang tư này đều muốn nịnh hót cô ta có thể giúp trợ lý của lan kiều chuyển đồ đạc cũng chính là vinh hạnh của anh ta vậy mà lần này chẳng có tác dụng gì trợ lý của lan kiều căn bản giang hải chẳng xem là gì hết thanh liếu tức giận bước lên trước túm lấy giang hải thẹn quá hóa giận đồ nhà quê này tôi nói anh chuyển đồ anh bị điếc à giang hải dừng lại lạnh lùng nói buông tay chuyển những thùng đồ này lên trên cho tôi bốp còn chưa nói xong giang hải đã trực tiếp tát cho cô ta một bạt tai phụ nữ à đây chính là một ả đàn bà tranh chua ngu ngốc đừng ai cũng phải nhường nhịn cô cô không xứng thanh liếu ôm má không thể tin nổi là giang hải lại dám ra tay đánh mình ra tay ở ngay khách sạn thiên nha này đây chính là khách sạn của lan gia nếu như là con cháu của những gia đình danh giá kia thì cô ta cũng bỏ qua thanh liễu không dám đắc tội nhưng người trước mặt này là cái thứ gì chứ một thằng nhà quê ăn mặc bình thường người như thế không chỉ từ chối cô ta lại còn ra tay đánh cô ta nữa hơn nữa phía sau còn có một đám người mà cô ta mang tới đến cả những nhân viên làm việc ở khách sạn đi ngang qua cũng đang xem chuyện cười nữa thanh liếu giận run người bị làm nhục như thế này mặt mũi của cô ta biết để ở đâu không là mặt mũi của lan ra đặt ở đâu được nữa giang hải không dừng chân bước lên lầu thanh liếu chạy nhanh mấy bước về phía trước chặn Giang Hải lại, anh dám đánh tôi. Tôi chính là trợ lý của Lan Kiều, anh có biết đây là đâu không? Cút, Giang Hải lạnh nhạt nói. Nếu như là người khác thì Giang Hải còn có chút kiên nhẫn, cũng sẽ không chấp nhận với loại đàn bà đanh đá chua ngoa này. Nhưng cô ta là người của nhà Lan Gia, nghĩ lại chuyện Lan Gia đã làm sao diệt đi Giang Gia, Giang Hải lại không nhịn, mặc dù cô ta chỉ là một con chó của Lan Gia mà thôi. Lập tức xin lỗi cho tôi, quỳ xuống xin lỗi nếu không tôi, thanh liễu nghiến răng. Nhưng mà, không ngờ tới Giang Hải chỉ cười mỉm. Bốp, âm thanh cái tắt lại vang lên, nụ cười của Giang Hải càng thêm rực rỡ hơn, bây giờ cô có thể cút đi được chưa? Trợ lý của Lan Kiều à, cô tưởng cô giỏi lắm chứ gì? Chẳng qua chỉ là một con chó, ỉ mạnh hiếp yếu mà thôi, lại còn là một con chó cái nữa chứ. Tất cả những người có mặt ở trong sảnh đều kinh ngạc. Người này dám đánh trợ lý của Lan Kiều, Mặc dù bọn họ cũng rất ghét Thanh Liếu, nhưng ai cũng thấy sợ hãi. Người ta nói đánh chó thì phải nể mặt chủ, chuyện này mà làm lớn lên thì giang hải sẽ gặp phải tai họa lớn rồi. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, rốt cuộc thì người thanh niên ăn mặc bình thường này là ai? Đánh trợ lý của Lan Kiều chẳng khác gì đang đánh vào mặt mũi của Lan gia. Hơn nữa lại còn ở trong khách sạn của Lan gia nữa chứ. Cho dù Thanh Liếu chỉ là một trợ lý nhỏ thì ngay cả những gia đình danh giá trong giới thượng lưu cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với Lan gia. Điên rồi, người này chắc chắn là điên rồi. Các người, đánh gã này cho tôi." Thanh Liếu tức giận hét lên. "Tôi bảo đánh gã cho tôi." Những người kia ở trong đại sảnh có chút bất đắc dĩ, dù sao những gì Giang Hải đã làm là việc bọn họ vẫn luôn muốn làm nhưng lại không dám mà thôi. Mà bọn họ cũng không dám đắc tội Thanh Liếu, vẫn đặt đồ đạc ở trong tay xuống. Thanh Liếu có chuyện gì thế? Lúc này, giọng nói của một người trẻ tuổi vang lên, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, người thanh niên hỏi. Đó chính là Trương Huy Vũ. Trương Huy Vũ cũng là một trong những người theo đuổi Lan Kiều, mối quan hệ với Lan Kiều từ đầu đến cuối đều như gần như xa. Đã biết rõ Lan Kiều không có ý gì với bản thân mình nhưng vẫn theo đuổi rất nhiệt tình. Trong tay của Lan Kiều nắm cả tập đoàn Mục Thị, có được Lan Kiều thì không nói cũng biết là có thể nhận được bao nhiêu là lợi ích. Trương Huy Vũ rất biết tính toán, để chiếm được trái tim của Lan Kiều mà vẫn liều mạng nịnh hót trợ lý của Lan Kiều, nên anh ta khá thân với Thanh Liễu. Nghe thấy giọng nói của Trương Huy Vũ, nước mắt của Thanh Liễu lập tức rơi, giọng nói cũng có chút làm núng. Trương Thiếu, cái đầu nhà quê này gây chuyện ở trong khách sạn, còn đánh tôi nữa. Anh phải giúp tôi, đuổi cái thằng nhà quê này ra ngoài. Trương Huy Vũ nhìn thấy dấu tay tên má của Thanh Liễu, bước lên thân thiết vuốt phe, Đau lòng ôm ấp vào vòng tay của mình rồi thì thầm an ủi. Cô gái nhỏ này tuy có chút kiêu ngạo nhưng cũng rất xinh đẹp. Nếu như không thể theo đuổi được Lan Kiều thì chinh phục cô ta trước cũng được. Loại đàn bà như Thanh Liễu không phải chỉ muốn tiền ư? Ngủ với cô ta rồi cho một chút lợi ích, có cô ta làm nội ứng thì có được Lan Kiều còn không phải là chuyện sớm muộn sao? Mẹ nó, mày thật sự muốn chết à, quỳ xuống xin lỗi Thanh Liễu ngay, tao chỉ Trương Huy Vũ hung dữ nhìn Giang Hải, mà Giang Hải cũng đang nhìn gã, cười mà như không cười. Trương Huy Vũ nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Giang, Giang Hải, Trương Huy Vũ trợn trừng mắt, như nhìn thấy ma, bị dọa cho toàn thân lạnh cóng. Anh ta biết Giang Hải, một lời không hợp sẽ ra tay rất tàn nhẫn. Giang Hải là người mà ngay cả Lan Gia Thác cũng không làm gì được, Trương Huy Vũ sao dám khiêu khích chứ trong lòng căm hận như thế nào cũng đều bị cảm giác sợ hãi khi gặp Giang Hải làm cho tan biến đi rồi. Vẻ mặt của Giang Hải quái lạ, Trương Thiếu, có việc gì sao? Không, không có. Ngăn chặn Giang Hải ư, trừ khi Trương Huy Vũ muốn ăn đòn, uy thế đến từ đế vương, sát khi như có như không, lệ khí quanh thân đủ làm người ta sợ hãi. Những thứ đó đều khiến Trương Huy Vũ lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy. Trương Huy Vũ có một loại cảm giác cái chết đang chào đón hắn vô thức nhường đường cho giang hải trương huy vũ lo lắng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không muốn chết thì cách xa tôi ra giang hải cảnh cáo thanh liễu cho đến khi bóng dáng của giang hải biến mất thì trương huy vũ mới hoàn hồn chỉ là một ánh mắt nhưng trương huy vũ sợ hãi vô cùng thanh liễu khinh thường nhìn trương huy vũ một cái rời khỏi vòng tay của anh ta lúc trước thanh liễu nghĩ rằng trương huy vũ cũng là con cháu của những gia đình bậc nhì nếu như ở cùng anh ta thì cũng có thể coi như là vào được hào môn rồi nhưng không ngờ tới trương huy vũ mà lại bị một thằng nhà quê ăn mặc bình thường dọa cho sợ không dám nói chuyện lẽ nào lẽ nào bối cảnh gia đình người kia thâm sâu vô cùng đến cả trương huy vũ cũng không dám đụng vào nhân lúc trương huy vũ không chú ý thanh liễu nhanh chóng bỏ đi tất cả mọi người đều thấy chuyện xấu hổ của cô ta sao cô ta còn dám nán lại về phần trương huy vũ chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng nhát chết mà thôi. Sau này cho dù Trương Huy Vũ có quỳ xuống cầu xin cô ta, thì Thanh Liễu cũng sẽ không bao giờ nói điều tốt đẹp cho Trương Huy Vũ trước mặt Lan Kiều nữa. Hơn nữa, kể từ ngày hôm nay trở đi, cô ta cũng sẽ không tiếp tục gặp hắn. Tầng 3, người tới đã quá đông. Buổi bán đấu giá vị trí đầu rồng được lan ra cứ thế biến thành bữa tiệc rượu chúc mừng. Trong hội trường, trăm anh thế phiệt ra vào tấp nập, bắt chuyện nói cười vui vẻ thưa anh xin vui lòng đăng ký tại đây có một nhân viên bước tới chào hỏi lịch sự giang hải gật đầu bước lên phía trước ký tên của mình lên vừa muốn bước đi thì nhân viên hoài nghi hỏi thưa anh anh đại diện cho công ty của nhà nào tới à tập đoàn uyển như anh chờ một chút người nhân viên lật xem danh sách vẻ mặt cực kỳ khó xử thưa anh thật ngại quá trên danh sách khách mời không có tên tập đoàn uyển như anh không thể vào được Giang Hải nói, đây không phải là buổi đấu giá miếng đất ở phía tây thành phố sao? Phải. Giang Hải nói, ừ, vậy là được. Chapter 33 gái sớm. Giang Hải chuẩn bị bước vào hội trường. Anh không được vào, một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng Giang Hải. Làm trợ lý của Lan Kiều, Thanh Liễu tất nhiên biết tập đoàn Uyển như vừa mới được thành lập một tuần gần đây. Chẳng qua chỉ là một công ty mới được thành lập cách đây một tuần, cũng không có tiếng tăm gì này cả, trong mắt lan ra càng không đáng nhắc tới giang hải đến đây để đại diện cho tập đoàn uyển như trên danh sách không hề có tên của tập đoàn uyển như mà quan trọng nhất là giang hải vừa mới tát cô ta hai cái bạt tai khuôn mặt của thanh liễu lúc này vẫn đau lúc nãy thanh liễu còn tưởng giang hải là doanh nhân tầm cỡ nương mặc giản dị không ngờ anh thật sự là một thằng nhà quê đến để tham gia đấu giá hai người các anh đuổi tên này ra ngoài cho tôi thanh liễu ra lệnh cho hai người bảo vệ Khách sạn Thiên Nha sản nghiệp của Lan gia, lời nói của một trợ lý của Lan Kiều đương nhiên là có tác dụng rồi, hai người bảo vệ răm rắp nghe theo. "Thưa anh, người không có tên trên danh sách thì không thể tham gia, mời ra ngoài cho." Bảo vệ nói chuyện vẫn rất lịch sự. Sắc mặt Giang Hải trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Thanh Liễu. "Người này muốn tìm chết." Giang Hải nói, "Đây là buổi đấu giá của Lan gia hay là của thành phố Giang Tư?" Quyền lực Lan gia vượt qua lãnh đạo thành phố. Chẳng lẽ Lan Thương muốn làm chủ thành phố này. Mặc dù chủ tịch thành phố đang yếu thế hoành độ dương vẫn là người hoàng tộc. Cho dù thế giới có thay đổi thì cũng không đến lượt Lan Gia nho nhỏ trèo lên trèo lên địa vị này được. Thanh Liễu tức giận nói, ở thành phố Giang Tư, Lan Gia là bậc nhất, sao hả? Bảo vệ đâu, người này đến đây để gây chuyện, đuổi anh ta ra ngoài đi. Sau đó cô ta thì thầm với mấy người bảo vệ kia kéo ra ngoài đánh cho tàn phế đi có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như làm tốt, tôi sẽ nói chuyện với giám đốc của các anh, sẽ có thưởng. Bảo vệ nghe thấy thì sáng mắt lên, Thanh Liễu là trợ lý của Lan Kiều, lời nói có trọng lượng. Một câu nói có thể khiến cho bọn họ bay lên làm giám đốc cũng được luôn ấy chứ. Mấy người bảo vệ mặt mày dạng dỡ bước lên trước Giang Hải. Thằng chết tiệt, cút chưa? Âm thanh ồn ào của mấy người đã thu hút sự chú ý của nhiều người, từng người một đều chỉ chỉ trỏ trò là trợ lý của Lan Kiều, người nắm giữ quyền quản lý Lan Gia, những người có mặt ở hội trường đương nhiên biết thanh liễu, nhao nhao đoán thân phận của Giang Hải. Giang Hải chỉ là một người mặt mũi thô kịch, mà lại chọc giận thanh liễu, kết cục của Giang Hải không cần nói cũng biết. Cô đúng quá đáng ghét, ghê tởm, Giang Hải đi qua người thanh liễu, người đàn bà này, thật muốn chết. Khí tức trên người Giang Hải làm cho thanh liễu không thở nổi, loạn trọng lùi về phía sau, sợ Giang Hải sẽ đánh mình anh muốn làm gì sao không đổi tên này đi nhanh đi ảnh hưởng tới buổi đấu giá các người có chịu nổi trách nhiệm không bảo vệ nghe thấy thế khuôn mặt lập tức trở nên hung dữ tập đoàn lan thị là gia tộc bậc nhất nhì ở giang tư bảo vệ cũng được lựa chọn kỹ lưỡng mới được lương cũng cao hơn ở nơi khác rất nhiều bảo vệ tiến lên phía trước cưỡng chế bắt giang hải áp giải ra ngoài tùy tiện tìm một nơi nào đó đánh cho tàn phế là được rồi tập đoàn Lan Thị làm gì, ở thành phố Giang Tư không có người nào dám nói gì cả. Giang Hải vẫn từ từ đi về phía thanh liễu, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Mà lúc này có một giọng nói lạnh lùng như băng đột nhiên truyền tới. Lan ra ở thành phố Giang Tư này càng ngày càng bá đạo rồi, muốn động vào bạn của tôi à? Sắc mặt thanh liễu lập tức thay đổi. Mắt thấy Giang Hải sắp bị hạ rồi, là ai rảnh rỗi nhảy ra lo chuyện bao đồng. Lẽ nào không biết đây là nơi nào à? mọi người có mặt đều quay đầu lại nhìn thấy một người thiếu niên cao to khôi ngô bước nhanh tới trong lời nói bộc lộ ra sự kiên cường bất khuất tôi ngược lại muốn xem xem ai dám động vào anh giang người đến là hàn kiên thái độ khác lúc trước cực kỳ cung kính đối với giang hải hàn lập hy là người mà giang hải kính trọng nếu đã hứa với hàn lập hy thì giang hải sẽ để thất hồn quản lý và dạy dỗ hàn kiên nửa tiếng hàn kiên không những không chạm vào được góc áo của thất hồn bản thân lại mệt là người. Lần này thì Hàn Kiên hoàn toàn phục rồi, cũng biết bái Giang Hải làm thầy là điều không có khả năng rồi, nếu thế thì bái thất hồn làm thầy vậy. Lan Thương gửi thư mời cho Hàn Lập Hy, Hàn Kiên thay mặt đến dự, chẳng qua chỉ là cho Lan ra ở thành phố Giang Tư Thể Diện mà thôi. Vừa mới tới hội trường, Hàn kia đã nhìn thấy một cảnh làm cho cậu kinh ngạc thế này. Lan ra lại ảo tưởng muốn đuổi Giang Hải ra ngoài. Hàn thiếu, thật không ngờ cậu cũng tới đây đại diện một gia đình danh giá bước lên bắt chuyện cung kính dẫn đường hàn thiếu mời vào trong hàn kiên kiêu ngạo nói tôi cũng không có tên trên danh sách đâu có phải lan ra cũng không cho tôi vào không thanh liếu không quen hàn kiên nhưng lại nhận ra người a nịnh hót hàn kiên có hơi kinh ngạc biết ngay là bản thân đã chọc phải người không nên chọc rồi lại nhìn giang hải lẽ nào cái thằng nhà quê này thật sự có bối cảnh gì hà hàn thiếu cậu đang nói đùa rồi. Trên đất thành phố Giang Tư này, ai dám ngăn cản cậu chắc là mắt bị mù rồi. Hàn Kiên nhìn Thanh Liễu, hư lạnh nói, tôi có thể vào không? Thanh liếu cười khan nói, có thể, đương nhiên là có thể rồi. Thế còn anh Giang thì sao? Tuổi tác của Hàn Kiên không lớn, nhưng cơ thể lại khá cao to, đứng bên cạnh người Giang Hải nói nhỏ, anh Giang, anh không sao chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ có việc gì được? Giang Hải thản nhiên cười nhạt. Thanh liễu méo mặt chẳng biết làm sao, nói có thể vào cũng không được, nói không thể vào cũng chẳng xong. Dù làm gì cũng đều đang tự đánh vào mặt mình. Người bảo vệ một phút trước vừa mới nhe nanh múa vuốt lúc này cũng lúng túng không biết làm sao, nhìn vẻ mặt của thanh liễu, biết đã chọc phải người không thể đắc tội rồi. Không được à, Hàn Kiên lắc đầu bỏ đi nói, thế thì tôi quay về nói với ông nội là Lan Thương không cho tôi vào cửa vậy. Thế lực của Lan ra to lớn, ở trước công chúng dám trực tiếp gọi hẳn tên của Lan Thương gia như thế này chỉ có mấy người mà thôi, mà Hàn Kiên chẳng qua chỉ là một thằng nhóc. Thân phận của Hàn Kiên thật sự là không đơn giản. Biết được đây là người không thể chọc vào, thanh liếu không ngo dám sơ suất, nếu như Hàn Kiên đi thật thì Lan Kiều đương nhiên sẽ giận cá chém thất lên người mình. Thanh liếu vội vàng nặn ra một nụ cười, thưa cậu, do chúng tôi làm việc sơ suất rồi, trên danh sách có tên của anh Giang. Thật không, nhanh như thế mà đã có rồi à? Hàn Kiên vẫn không bỏ qua, vừa rồi là mắt của người nào bị mù? Ép tới gần Thanh Liếu, tôi hỏi cô, vừa rồi là mắt ai bị mù? "Là tôi." Thanh Liếu cắn môi nói. "Đây chính là luật bất thành văn của xã hội Thượng Lưu. Giống như là một con chó, khi đối diện với những kẻ yếu hơn mình thì nhe nanh múa vuốt, nhưng khi đối diện với những người mạnh thì vẫy đuôi mong được thương xót." Thanh Liếu xấu hổ không biết giấu mặt mũi ở đâu, mặt mũi nóng bừng như vừa bị mấy cái bạt tai những người xem náo nhiệt ở xung quanh bàn tán cười cợt khiến cô ta không nhịn được muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Thanh liễu chẳng qua chỉ là một trợ lý mà thôi, mặc dù có thể lăn lộn ở xã hội thượng lưu nhưng không có danh xưng là trợ lý của Lan Kiều thì có là cái thá gì đâu. Cho dù là trợ lý của Lan Kiều thì những gia đình hào môn thật sự cũng không xem cô ta là người. Người thiếu niên này là ai thế? ở trong đám người có người không biết nên đã hỏi người bên cạnh mình cháu trai của Hàn Lập Hy, Hàn Kiên. Ngoặc kép ngoặc kép, mấy người nhìn nhau ngỡ ngàng, danh tiếng của Hàn Lập Hy không phải đơn giản, một người có sức mạnh vô song, mà số huân huy chương có thể đeo đầy trước ngự, chất đầy cả nhà. Năm đó truyền thuyết về Lập Hy ở Thiên Lương, ngày nay vẫn lưu truyền. Mà quan trọng nhất là Hàn Lập Hy là một võ giả. Cho dù là võ giả kém cỏi nhất thì địa vị cũng đều cao quý hơn tất cả những người ở đây. Hàn Lập Hy ở thành phố Giang Tư lại có người hỏi, thế thì người thanh niên kia là ai nhỉ? Dáng vẻ kia không đơn giản. Người kia từ chối trả lời, ít bàn tán những chuyện không liên quan đến mình đi, tránh vạm miệng. Người khác có thể là đã quên rồi, nhưng người này dường như lờ mờ nhớ được ở thành phố Giang Tư từng có một Giang Gia, tình cờ cũng biết một chút vụ việc ở bên trong đó, trận hỏa hoạn lớn ở Giang Gia cũng từng nghe trưởng bối nhắc đến. Anh ta đã quay về rồi, hơn nữa còn đến đây dự cuộc vui này nhất là Hàn Kiên lại cung kính với anh ta như vậy. Buổi đấu giá này có kịch hay để xem rồi. Thầy của tôi sao không đi cùng?" Hàn Kiên nhìn trái nhìn phải. Giang Hải hoàn toàn không có gì ngạc nhiên với vẻ mặt của Hàn Kiên, tên nhóc này rất kiêu ngạo, muốn nhận được sự tôn trọng của cậu ta, bắt buộc phải giỏi hơn cậu ta mới được. Giang Hải không trả lời, quay người đi vào trong hội trường. Trong hội trường, một nhóm những người xã hội thượng lưu đang cầm ly rượu nói chuyện vui vẻ với nhau. Bữa tiệc linh đình chính là để nói những câu tâm bốc lẫn nhau. Thu hút ánh mắt chú ý của mọi người nhất chính là trung tâm hội trường, màn hình chiếu hiển thị những hạng mục mà Lan Gia sẽ khởi công xây dựng. Rất nhiều người đứng ở bên cạnh bàn tán xì xào. Những người này phần lớn là những người có lực cạnh tranh vị trí đất địa kia, cho rằng có một chút lực cạnh tranh thì mới đến tham gia buổi đấu giá. Nhưng chẳng ai có thể ngờ tới Lan Gia đã biến buổi đấu giá trở thành bữa tiệc rượu chúc mừng chứ, đến cả những hạng mục đều đã làm xong rồi không rõ những người ở đây có cho rằng Lan Gia rất ngu ngốc hay không, một khi Lan Gia không thể giành được miếng đất này thì không phải là tự làm xấu mặt sao. Biểu cảm của những người tham gia đấu giá này ai cũng nhăn nhó, chẳng có người nào cho rằng Lan Gia ngu ngốc cả. Có thể nói là lão già Lan Thương này rất xảo quyệt. Mục đích làm như vậy là để nói cho tất cả mọi người rằng, miếng đất này Lan Gia nhà tôi ngắm rồi, ai muốn dằn mặt Lan Gia thì dù kết thúc rồi, có thể ăn được miếng đất này thì cũng không thể nào tiêu hóa được đánh vào mặt của Lan gia, không chết thì cũng bị lột một lớp da. Rất nhiều người không cam tâm, để gom đủ tiền mặt cho buổi đấu giá này mà đã bán đi rất nhiều sản nghiệp của mình, nhưng không có người nào dám đắc tội với Lan gia. Vốn dĩ là muốn đến để đấu thầu, hôm nay lại biến thành đến để chúc mừng. Nếu dám tranh thầu thì sẽ đắc tội Lan gia, thì sẽ chẳng còn chỗ đứng ở thành phố Giang Tư này nữa. Hoặc nói cách khác là sẽ chết mà không có chỗ chôn. Giang Hải mỉm cười. Không chiến mà hàng, Lan Gia thật sự đã đánh một cú rất hay. Nhưng mà thật sự là đáng tiếc vì Giang. Hải đã tới rồi, ánh đèn trong hội trường tối đi, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Một người dẫn chương trình bước lên sân khấu, cúi người chào một cách cung kính. Thưa các quý ông, các quý bà, thưa toàn thể quý vị. Hôm nay là ngày đấu thầu miếng phía Tây thành phố, cũng chính là sự khởi đầu cho những cơ hội mới, sự phát triển mới của Lan Gia tại thành phố Giang Tư trong ngày đặc biệt này lan gia và quan gia chào đón một chuyện vui lớn chuyện vui này chính là đại thiếu gia của quan gia quang huỳnh và đại tiểu thư lan gia lan kiều sẽ đính hôn cả hội trường như muốn bùng nổ lan gia và quan gia liên hôn với nhau hơn nữa lại tuyên bố vào thời điểm này sự thay đổi đột ngột này khiến cho nhiều người không tiếp nhận được trong hội trường sau giây phút hiên lặng tạm thời thì vang lên những tràng pháo tay rất nhiều người đều cười trừ mừng cứ như là đám nhà mình, quá giả tạo. Giang Hải cười nhạt, Lan Kiều, kết hôn à? Gả cho quan Huỳnh. Lan Gia làm ăn lớn, nhưng quan gia cũng rất âm thầm có thế lực đứng ngang hàng với Lan Gia. Chẳng trách Lan Gia lại có tự tin sẽ lấy được miếng đất này như thế, thì ra là đã liên hôn với quan gia rồi. Có mấy người vừa rồi còn muốn mạnh mẽ tham gia đấu giá một phen, bây giờ đều nhao nhao xua tan đi ý tưởng não tàn này rồi. Chapter 34 mở màn quấy rối. Một mình Lan Gia đã khiến cho mọi người không dám đấu giá rồi, nếu như lại thêm một quan gia nữa không còn ai muốn đấu thầu nữa. Lúc này, cho dù có người muốn đấu thầu thì cũng không có khả năng rồi. Lan Gia xem thường quy tắc, lại càng không xem chủ tịch thành phố Hoành Độ Dương ra gì cả, trực tiếp đốt cháy giai đoạn đấu giá. Một Lan Gia không thể khiêu khích huy quyền của Hoàng tộc, nhưng nếu như thêm quan gia, thì cái chức chủ tịch thành phố của Hoành Độ Dương này chính chỉ là cái vỏ rỗng. Phía Đông hiện giờ đang rất loạn, hoàng tộc suy tàn, thế lực ngầm tranh đấu, các đại gia tộc đang âm thầm mở rộng thế lực. Thành phố Giang Tư chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi, có thể thấy vùng phía Đông này đã loạn lắm rồi. Miếng đất này được định giá thấp nhất để đấu giá, tổ chức bữa tiệc này chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Lan gia và Quan gia ở thành phố Giang Tư đang phô bày thực lực của mình. Đến lúc này Giang Hải mới hoàn toàn hiểu được, vì sao hành độ Dương lại muốn hợp tác với mình đây cũng là nguyên nhân vì sao mà buổi đấu giá quan trọng như thế này mà hoành độ dương lại ủy thác cho lan ra không phải ông ta muốn mà bởi vì để ổn định thế cục thì không thể không làm giọng nói của người dẫn chương trình trầm bổng du dương bây giờ chúng ta xin mời hai người hạnh phúc nhất hôm nay lan kiều lên sân khấu quang huỳnh khóe miệng mỉm cười đi theo đây chính là người được mệnh danh là mỹ nhân tài mạo song toàn của thành phố giang tư một đôi giày thủy tinh cùng váy áo sang trọng càng làm tôn lên vóc dáng thon thả, mảnh mai, hoàn mỹ không tỉ vết. Lan Kiều như một nữ thần lạnh lùng, kiêu ngạo và cao quý dáng trần, đang chậm rãi bước tới. Lan Kiều được mệnh danh là có khí chất của nữ vương thiên hạ, nhưng cũng có một chút tính cách dí dỏm của con gái. Quan trọng nhất là, nhan sắc vô cùng xinh đẹp kia của Lan Kiều luôn có thể làm cho người ta rung động. Dưới sân khấu, những tiếng khen ngợi có to có nhỏ không ngừng vang lên trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi, không khí cực kỳ náo nhiệt, bất luận là người trong giới tài chính hay là con cháu những gia đình danh giá đều không tiếc lời có cánh. Tất cả mọi người đều hiểu rõ một đạo lý, hai nhà Lan, quan liên hôn với nhau, thì sẽ làm thay đổi toàn bộ giang tư. Từ đó, Lan gia và quan gia có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ, có thể nói là một tay che trời. Muốn hùa theo thì phải biết xem xét thời cơ, tâng bốc nịnh nọt lan kiều cười ngọt ngào nói hôm nay thật sự là một ngày rất quan trọng phía tây thành phố sẽ trở thành trung tâm hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho tôi lúc này có người nào hét lên lan kiều nữ thần lòng tôi em đừng đi lấy chồng mà cảm ơn sự yêu thích mà mọi người vẫn luôn dành cho tôi tôi và quang huỳnh thật lòng thương yêu nhau lan kiều nói rất khéo léo cách cư xử đúng mực chính vào lúc không khí đang náo nhiệt như thế này Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hơn 20 năm trước Lan gia với Giang gia đã có hôn ước rồi mà. Lan Kiều tiểu thư đây đã đính hôn với Giang gia ở thành phố Giang Tư từ trước rồi. Còn chưa giải trừ hôn ước mà đã đính hôn với người khác rồi, lẽ nào Lan gia ở thành phố Giang Tư này có hai người tên Lan Kiều à? Các người đính hôn, có từng hỏi ý tôi chưa? Giang Hải chậm rãi đi đến bên cạnh Lan Kiều, khóe miệng nở nụ cười cợt nhã. Giọng nói không quá to, nhưng mọi người ở trong hội trường đều có thể nghe thấy được rõ ràng. Lan tiểu thư đã có hôn ước rồi ư? Người này là ai đây? Giang gia ở thành phố Giang Tư, thành phố Giang Tư này có Giang gia à? Chắc không phải là một gia đình nhỏ bé nào đó chưa gia nhập giới thượng lưu chứ? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, thật đúng là đang tìm đường chết. Giang Hải lại đột ngột lên tiếng, nói lung tung trong lúc Lan gia và Quan gia đang tuyên bố liên hôn. Đây chính là đang vả vào mặt hai gia đình danh giá bậc nhất này một phát. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã trở nên thương hại khi nhìn Giang Hải, cho dù khó chịu với Lan gia thì cũng không thể gây chuyện lúc này được. Không những người Lan gia, mà người quan gia với những người từng yêu mến ngưỡng mộ Lan kiều cũng ầm ầm nhìn Giang Hải tức giận. Còn có một số người thì nhìn Giang Hải như đang nhìn một thằng mốc vậy. Cách đó không xa, ánh mắt của Hàn Kiên cũng trở nên cổ quái ban đầu cho rằng giang hải đến đây là để đấu giá miếng đất ở phía tây kia làm sao lại thành cướp dâu lẽ nào giang hải cũng là một trong những người yêu mến ngưỡng mộ lan kiều giang gia giang hải tuổi tác của hàn kiên còn nhỏ hoàn toàn chưa từng nghe tới việc ở thành phố giang tư có một nhà họ giang chẳng qua những cái này không quan trọng người có thể nhận được sự kính nể của hàn lập hy thì không thể là người bình thường ánh mắt của hàn kiên đổi thành sùng bái đã thích thì phải tranh hàn lập hy vẫn luôn dạy cậu như thế có mục tiêu mà không dám nói là hèn nhát không dám tranh giành là đồ nhát chết giang hải cướp hôn cũng đủ ngang ngược đối mặt với đám đông mà không hề sợ hãi nói cười tự nhiên có khí chất của bậc vương giả anh là ai quang huỳnh đứng ở bên cạnh lan kiều nhíu chặt mày sắc mặt đen đi mà lan kiều thì cẩn thận đánh giá giang hải đang bước lại gần người đàn ông hèn mọn này năm đó cô sao có thể không nhận ra chứ nhưng lúc này chỉ có thể giả vờ là không quen biết, bởi vì Giang Hải thật sự có hồn ước với cô ta. Giang Hải lúc này vẫn bình thường như cũ, không có gì nổi trội. Nhưng chính một người bình thường không là gì ấy đã lên tiếng phản đối sự liên hôn của hai gia tộc lớn, chuyện mọi người ở đây không ai dám làm. Mặt mũi của hai gia đình hào môn lớn nhất của thành phố Giang Tư bị một người không biết đến từ vứt cho chó ăn rồi. Lan Kiều, hy vọng cô vẫn khỏe. Xa cách 5 năm cô có thể đã quên tôi rồi, nhưng mà tôi thì sẽ không bao giờ quên bất cứ một người nào của Lan ra các cô. Giang Hải tiếp tục nói, gần 20 năm rồi, sợ là có rất nhiều người đã quên thành phố Giang Tư còn có một Giang gia. Về chuyện hôn ước, cho dù người khác có thể quên nhưng Lan gia sẽ không quên chứ. Trận hỏa hoạn lớn kia ở Giang gia, còn nhiều người nhớ lắm đó nha. Lan gia vì để diệt Giang gia mà hao lực, trước tiên dùng liên hôn để làm Giang gia mất cảnh giác, rồi dần dần thâm nhập vào các dự án và sản nghiệp của Giang gia, cuối cùng dùng thủ đoạn một chiêu giết chết hết cả nhà. Nếu như không thôn tính Giang gia thì Lan gia chẳng qua chỉ là một gia tộc hạng hai mà thôi. Giang gia bị diệt, Lan gia chiếm lợi, từ đó đứng vững ở thành phố Giang Tư được 10 năm rồi. Giang Hải mới 9 tuổi đã thành trẻ mồ côi, ngủ ở gầm cầu, phải lục từng thùng rác để kiếm ăn. Nếu như không phải Bạch Lý Hưng có áp xếp người chăm sóc cho anh thì có 10 Giang Hải cũng không sống sót được đến hôm nay. Giang Hải hận Bạch ra, hận dòng máu đang chảy trong người mình. Nhưng Giang Hải biết, nếu như mẹ ở trên trời có linh thiêng, bà cũng không hy vọng Giang Hải sẽ trả thù Bạch ra. Bà ấy đến tận úc chết vẫn yêu người đàn ông kia. Đối với Bạch ra, Gia, Giang Hải cần thêm lý do, nhưng đối với những nanh vuốt của Lan Nhã Cát thì Giang Hải sẽ không nhẹ tay. Hơn thế nữa, giang hải cô độc không nơi nương tựa không biết bao nhiêu lần đã phải chịu sự nhục mạ của lan kiều mỗi lần đều đạp tôn nghiêm của giang hải sắc mặt lan kiều xanh mét nhưng tâm trí vững vàng điềm tĩnh hơn hẳn người bình thường nhanh chóng đã điều chỉnh lại được lan kiều kiêu ngạo nói thành phố giang tư có giang ra sao lan ra có hồn ước với giang gia nào vậy ở thành phố giang tư trừ quang huỳnh gia thì không có ai có thể sánh với lan kiều tôi được ai có thể sánh được với lan gia giống như nữ vương lan kiều ngẩng cao đầu lớn giọng nói có ai tin lan ra lại đi định ra hôn ước với một người không rõ lai like lịch chứ tôi thấy anh chính là một người điên toàn nói những lời điên khùng đây không phải là nơi mà anh có thể đến mời anh rời đi ngay lập tức cái chết của hoác ngụy khiến cho lan ra không thể không nhìn thẳng vào giang hải thực lực có làm hoác ngụy thê thảm giang hải rất có khả năng là một võ giả lan kiều không thể ngờ giang hải lại có thể đến hội trường này gây chuyện thật sự là cho rằng Lan Gia không có người à, không có cách xử lý Giang Gia sao. Nếu biết trước thế này, năm đó nên tạo áp lực với Bạch Lý Hưng để bóp chết Giang Hải từ trong trứng nước đi. Nhưng lúc này, Lan Kiều chỉ có thể hết sức kìm nén lửa giận trong lòng. Giang Hải đã đứng trước mặt Lan Kiều. Khóe miệng treo một nụ cười lạnh nhạt, dùng ánh mắt diếu cợt mà thưởng thức Mỹ nhân đệ nhất thành phố Giang Tư. Người này rốt cục là từ đâu chui ra thế? Anh không nghe thấy lời của Lan Tiểu Thư à? nhanh cút đi, nhanh cút đi, bảo vệ, mang thằng ngốc này ra ngoài đi. Ngoặc kép ngoặc kép, lúc này, con cháu những nhà quyền quý của thành phố Giang Tư cùng tiến lên, cứ như Giang Hải đang làm nhục bọn họ vậy. Hôm nay, hai nhà gia tộc lớn liên hôn, tất cả mọi người đều vội vàng lấy lòng, tầng bốc. Cơ hội tốt như thế này, nếu có thể thể hiện thật tốt trước mặt Lan Kiều và Quan Huỳnh, có thể kéo gần quan hệ lại, những ngày sau này tự nhiên là sẽ không thiếu nhiều lợi ích được. Bảo vệ, bảo vệ đều chết ở xó nào hết rồi. Sao lại cho loại người này bước vào, làm bẩn mắt của Lan Tiểu Thư? Quang Huỳnh đứng trước người Lan Kiều, giọng nói lạnh lùng, hôm nay là ngày vui mà chúng tôi tuyên bố đính hôn, tôi sẽ xem là anh đang nói đùa, sẽ không chấp anh. Quỳ xuống xin lỗi là đủ. Ở hội trường, chỉ có con cháu của một vài gia đình danh giá biết được năm đó Lan ra nuốt trưởng Giang ra như thế nào. Cũng chỉ có Hàn Kiên hiểu được Giang Hải mạnh tới mức nào con cháu của mấy gia đình danh giá kia vô cùng thích thú khi thấy cảnh này. Giang Hải đã dám đến, tất nhiên là đã có chỗ dựa rồi. Giang Hải phải đối diện không chỉ có Lan Gia, mà còn có Quan Gia. Tát một bà tai vào mặt mũi của hai gia gia tộc danh giá nhất nhì thành phố Giang Tư, loại trải nghiệm này sợ là cả đời cũng sẽ không có lần thứ hai. Hàn Kiên đang nghĩ, thân phận của Giang Hải rốt cuộc là gì, thất hồn và những cao thủ khác đều cam tâm tình nguyện nghe lời, Giang Hải đã đạt đến trình độ như thế nào chứ? Hàn Kiên vốn đã nóng lòng muốn xem kịch hay, muốn xem xem Lan Gia rốt cục muốn tìm đường chết như thế nào, nên có càng nhiều càng tốt, với bản lĩnh của Giang Hải chắc hẳn sẽ biến nơi này thành một đống lộn xộn. Lan Gia ở thành phố Giang Tư, Hàn Kiên không thèm quan tâm đến, nếu như thật sự đánh nhau thì Hàn Kiên sẽ giúp một tay, đã có ân tình rồi thì bảo Giang Hải dạy dỗ cho vài chiêu cũng có thể dùng cả đời rồi. Anh xác muốn tôi xin lỗi à? Xác định muốn tôi quỳ xuống ư? Giang Hải cười, hai mắt sáng như đuốc nhìn Quan Huỳnh. Một luồng sát khí đánh úp về phía Quan Huỳnh, bây giờ mỗi câu nói của anh đều đại diện cho quan gia, có thể đem đế tai họa cho quan gia đó. Giang Hải từ đầu đến cuối đều đứng nguyên tại chỗ, nhìn dường như rất bình thường nhưng lại đang toát ra khí thế rất lớn. Quan Huỳnh tự dưng thấy sợ hãi trong lòng, cả người đổ mồ hôi lạnh. Giang Hải nói rất nhẹ nhàng, nhưng Quang Huỳnh không hề có bất cứ hoài nghi gì, mặc dù Giang Hải chưa làm gì, cũng không quen biết Giang Hải, nhưng khí thế vô hình kia khiến anh ta cảm thấy có một loại cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào. Lan Kiều đi tới gần Giang Hải, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được, nhỏ giọng nói: "Giang Hải, anh thật sự cho rằng một mình anh có thể khiêu chiến uy quyền của Lan gia ư? Chỉ cần tôi nói một câu, tất cả những người ở đây đều sẽ xem anh là rác rưởi, lẽ nào anh nghĩ mình có thể đấu lại được cả thành phố Giang Tư?" Chapter 35 làm loạn. Giang Hải vẫn bình tĩnh như thường, "Cô làm đi." cô cảm thấy tôi quan tâm sao? Giang Hải nói tiếp không đợi Lan Kiều phản ứng, tôi trở về, ngày tàn của Lan gia đến rồi. hủy Lan gia chỉ là chuyện nhỏ, thì bọn người kia tôi cần quan tâm sao? Thiện ác tất báo, cô ta nhìn trầm trầm Giang Hải, đừng kiêu ngạo, Lan gia đã không phải là Lan gia trước kia nữa rồi. Thu hóc Ngụy, Lan gia chắc chắn trả. Giang Hải cười gian xảo, sự uy hiếp của Lan Kiều chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Giang Hải vẫn là Giang Hải của 5 năm trước đây sao? Lan ra, độc ác không từ thủ đoạn, nhưng Giang Hải đã là đế vương. Anh cười diễu cợt, tiến lại gần Lan Kiều, kịch hay mới bắt đầu mà thôi. Vừa dứt lời, Giang Hải lộ ra một vẻ mặt cợt nhã. Ôm chặt eo Lan Kiều, kéo cô ta thật mạnh, đầu ghé sát tai Lan Kiều nói nhỏ. Đừng quên, tôi sẽ lấy lại từng cái một, trước khi lấy lại được tất cả, trừ tôi ra không ai được chạm vào cô, ai dám đụng vào cô thì chỉ có chết. Lan Kiều, cô không phải là tài mạo song toàn sao. Tôi sẽ tặng cho cô một biệt danh mới, đồ sao trổi. Ai vì cô, tôi sẽ để cô mở to mắt ra mà nhìn bọn họ chết. Lan Kiều chưa bao giờ bị đối xử sắc sược như thế, cô ta kinh hoàng, cả người đưa ra không biết phải làm thế nào. Đệ nhất mỹ nhân của thành phố Giang Tư, Quang Huỳnh còn chưa được nắm tay, đột nhiên, lại bị Giang Hải ôm cả hội trường giống như muốn nổ tung. Quang Huỳnh thức giận lao về phía Giang Hải, tên khốn nạn này, buông tay ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt và tỏ ra vô cùng tức giận. Mặc dù Lan Kiều đã đính hôn rồi, nhưng cô ta vẫn là nữ thần với nhiều người. Có nhiều người theo đuổi Lan Kiều lâu rồi, họ còn chưa từng dám lại gần hay động chạm. Vậy mà tên vô lại, mỹ nhân bao người ao ước không dám phạm vào, vậy mà bị Giang Hải ôm. Vị hôn thê bị người động chạm, ai mà chịu nổi, mà cơ bản Quang Huỳnh cũng chưa được ôm vị hôn thê. Quang Huỳnh lao vào Giang Hải tung ra một cú đấm. Phụt. Giang Hải ôm chặt Lan Kiều trước ngực, giơ chân đá Quang Huỳnh bay ra ngoài. Quang Huỳnh bay xa 4 mét, lăn lộn mấy vòng nhìn thê thảm vô cùng. Một tay nâng Lan Kiều, trước khi Lan ra đền tội thì cô vẫn là của riêng tôi. Tôi có thể không cần, nhưng cô thì vẫn cứ ở đó, nhớ đấy. Diệt Lan ra quá dễ. Nhưng Giang Hải muốn những người kia nếm trải từng chút một mất đi mọi thứ, lo sợ nơm nớp. Còn có Lan Gia ở phương Bắc kia vẫn ở đó sao? Đạp lên tôn nghiêm của họ, khiến họ phải thảm hại hơn Giang Hải lúc trước. Lúc đó, Giang Hải còn không bằng cả một con chó. Giang Hải mãi mãi không quên được cảnh Lan Kiều đạp lên đầu mình, bắt anh phải ăn chiếc bánh bao bẩn thỉu kia. Anh sẽ nhớ vị của chiếc bánh bao đó. Lan Kiều lúc đó từng nghĩ có ngày này, lúc này có một thanh niên đẹp trai đi giày ra, mặc vest đi tới trước mặt anh. Anh thật ăn gan hùm mà, đến cả quan thiếu mà cũng dám đánh, thật là tìm chết, người này chỉ vào giang hải, nhưng không dám đến gần, to tiếng ra vẻ để chờ bảo vệ. Mọi người ở đây đều tập trung vào hai người trên sân khấu. Khách sạn Thiên Nha tại Giang Tư là sản nghiệp của Lan Gia. Lan Gia và Quan Gia chính là hai gia đình danh giá bậc nhất, lãnh đạo thành phố còn nể mặt vài phần, ai mà không tranh nhau nịnh nọt họ chứ, Lan Kiều còn là người đứng đầu nắm thực quyền toàn bộ tập đoàn Lan thị. Trên địa bàn của Lan gia, đánh vị hôn phu của Lan Kiều, lại còn khiếm nhã với Lan Kiều. Giang Hải là muốn chết, dù là Lan gia hay Quan gia, đều có thể quyết định sự sống chết của một người. Cho dù Giang Hải sống, thì cứ đánh cho tàn phế đưa vào nhà giam thì lãnh đạo thành phố cũng sẽ không nói được gì. Tất cả những người có mặt đều có suy nghĩ riêng. Cho dù là giết chết Giang Hải thì mặt mũi của hai gia tộc Lan gia cùng Quan gia cũng mất rồi, thành phố Giang Tư lại có thêm một trò cười nữa. Chỉ có Hàn Kiên là phục Giang Hải sát đất, không ai đoán được Giang Hải sẽ làm gì tiếp theo. Lúc đầu cậu cứ nghĩ là anh đến để cướp miếng đất kia, sau đó lại nghĩ đến để cướp dâu, nhưng mà giờ lại thành thế này, đây là muốn động phòng tại chỗ. Ai biết được chứ, gì mà Giang Hải không dám làm. Lan Kiều cố gắng thoát khỏi tay anh giang hải ôm quá chặt lại làm cho lan kiều càng thêm xấu hổ cứ liên tục dục dịch lại càng làm tệ hơn đúng là làm giang hải được hơi rồi khốn kiếp buông tôi ra lan kiều giận dữ hét lên làm gì còn là một mỹ nhân yêu kiều giang hải cười lạnh tôi hỏi cô lần nữa chúng ta có hồn ước đúng không một nhóm bảo vệ nhận lao vào hội trường quang huỳnh đang trên đất không dậy được cắn răng chỉ vào giang hải nói đánh nó đừng đánh chết tôi muốn tra tấn nó từng chút một. Những người khác lùi về phía sau, sợ sẽ dính máu lên người. Giang Hải nhìn về phía Quan Huỳnh, cảm thấy mỉa mai cùng thương hại. Tôi từng nói rồi, lời của anh sẽ đại diện cho quan gia, anh sẽ mang đến họa diệt môn cho quan gia đó. Anh nắm chặt tóc Lan Kiều kéo ra sau, Giang Hải cười lạnh, Lan Gia cũng chỉ có thể ra oai ở thành phố Giang Tư nho nhỏ này. Ra khỏi Giang Tư thì là cái thá gì chứ? Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, chống đối tôi thì sẽ có kết cục như thế nào. Cũng để cho Lan ra thấy, các người sẽ phải trả giá như thế nào với sự việc năm đó mà các người gây ra. Vừa dứt lời, bảo vệ cầm vũ khí lao về phía Giang Hải. Giang Hải ôm Lan Kiều lùi về phía sau, dáng một cái bạt tai. Âm thanh của cái bạt tai vang lên, người bảo vệ vừa mới lao về phía Giang Hải đã bị bay ngược ra ngoài. Bay ra ngoài khoảng mấy mét, té xuống đất. Gì? Thật sao? Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, ai cũng trợn mắt há miệng nhìn một cảnh trước mắt. Lan Kiều thấy thế thì càng kinh ngạc, hoảng sợ. Đây là người à, một cái bà tai mà đánh bay cả đám bảo vệ. Ai tin chứ? Cô ta biết đây không phải là diễn kịch, khách sạn Thiên Nha ở thành phố Giang Tư là sản nghiệp của Lan gia, những người bảo vệ này chính là người của Lan Kiều. Bản thân họ cũng vô cùng ngạc nhiên, không dám tin, không thể nào, mạnh như thế, một đấm có những người còn chưa chạm vào những đều bị đánh bay ra như thế cho dù giang hải là võ giả cũng không thể nào có thể dễ dàng thực hiện việc đó như thế đến cả hàn kiên cũng chừng lớn mắt mà nhìn cho dù biết thực lực của giang hải vô cùng siêu phàm nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc giang hải còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng sức mạnh không lường được bái thất hồn làm thầy hàn kiên lập ra một lời hứa hùng hồn đó là nhất định phải đánh bại giang hải Hàn Kiên cuối cùng cũng hiểu được rõ ràng suy nghĩ của bản thân ngu ngốc nông cạn ra sao, vì sao khi nghe thấy mục tiêu của bản thân mình thi vẻ mặt của thất hồn lại cổ quái như vậy. Đó là sự chế giễu, là mỉa mai. Trong hội trường, Giang Hải nắm tóc của Lan Kiều làm cho cô ta ngẩng đầu lên. Hơi thở của Giang Hải phả lên khuôn mặt xinh đẹp của Lan Kiều, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp kia. Cho dù Lan Kiều bị Giang Hải ôm ở tư thế mờ ám nhất, nhưng những kẻ xem Lan Kiều là nữ thần trong tim cũng không có người nào dám lên tiếng. Lúc này, Giang Hải chứng minh thực lực của mình, ai nói gì thì chắc là muốn bị ăn đánh rồi. Giang Hải nhìn Quan Huỳnh, chỉ với một ánh mắt, Quang Huỳnh đã run rẩy vô cùng, anh ta hiểu ánh mắt của Giang Hải, nếu dám nói nhảm nữa thì sẽ cách cái chết ngày càng gần hơn. Nói cho bọn họ biết, chúng ta từng có hồn ước không? Giang Hải lạnh lùng ra lệnh. Lan Kiều cắn chặt răng, Cảm nhận được rõ ràng việc cơ thể của mình dán sát vào người Giang Hải khiến cho cô ta thấy nhục nhã vô cùng, nhưng cho dù có làm sao thì cũng không tránh thoát được. Trên tay dùng lực, tóc bị túm chặt, Lan Kiều ngẩng đầu lên, Giang Hải cười bỡn cợt. "Lan Kiều, cô có còn nhớ ngày đó cô ép tôi ăn bánh bao không? Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ hương vị của nó." "Lan Kiều, cô có nhớ đã để tôi không mảnh vải che thân chạy trên đường?" "Tôi không quên được." "Lan Kiều" cô có còn nhớ cô từng nói gì với tôi chứ? Anh siết chặt tóc cô ta, nói với họ, chúng ta có hôn ước không? Có, Lan Kiều khó khăn nói, nước mắt không kiềm được tuôn ra, ánh mắt độc ác, từng chữ khó khăn thốt ra, chúng ta có hôn ước, có từ mười mấy năm trước rồi. Giang Hải rất hài lòng, mang theo nụ cười khinh bị đẩy Lan Kiều ra, hôm nay, mặc bộ váy xinh đẹp gợi cảm nhất, thuê phòng khách sạn, tắm rửa nằm đó đợi tôi. Cô hiểu không? Lan Kiều vội vàng lùi lại, bước chân lảo đảo. Nếu như không làm theo lời tôi nói, Lan Gia sẽ tự gánh hậu quả. Chẳng lẽ là muốn mọi người ở đây suy nghĩ sâu xa hơn? Tất cả mọi người đều đang suy đoán, Giang Hải rốt cuộc là ai, bởi vì ai cũng đều nhìn ra được là Lan Kiều sợ hãi, kiêng rè Giang Hải. Hàn Kiên lúc này đang sung bái anh, thật quá mạnh rồi, đây chính là việc muốn làm sao. Cướp vị hôn thê của người ta, lại còn muốn thuê phòng nữa à? người có thực lực đều thích chơi như vậy à? Lan Kiều loạn trọng rời đi, nước mắt không ngừng rơi. Tất cả mọi người có mặt, kinh ngạc há to miệng. Lan Kiều chạy rồi, lại không từ chối yêu cầu của Giang Hải. Lẽ nào, lẽ nào Lan Kiều sẽ thật sự đi thuê phòng rồi cởi sạch ra để chờ đợi tên kia ư? Giang Hải không để ý đến Quan Huỳnh, nhìn về phía người dẫn chương trình đang rất sợ hãi. Bây giờ có phải có thể tiến hành buổi đấu giá đúng không? lùi về phía sau một bước, người dẫn chương trình gật đầu sợ hãi, bắt đầu, bây giờ. run rẩy nhìn về phía mọi người, giá khởi điểm là 10 tỷ, có ai ra giá cao hơn không? Cả hội trường yên lặng, ai còn dám đấu giá với Giang Hải chứ? Người dẫn chương trình cẩn thận rè chừng nhìn về phía Giang Hải nói anh. Tôi trả một tỷ, Giang Hải trầm giọng nói. Thành giao, tất cả mọi người ở còn chưa kịp phản ứng thì người dẫn chương trình đã quyết định rồi giang hải mỉm cười hài lòng hoành độ dương muốn lợi dụng kiếm lợi sao mơ tưởng rời khỏi khách sạn thiên nha hàn kiên vội vã đuổi theo ngài giang ngài về nhà sao hàn kiên muốn chạy về kể cho hàn lập hy nghe về chuyện giang hải ngày hôm nay thật con mẹ nó tuyệt vời quá đi để lộ ra sự bá đạo này cướp con gái nhà người ta đi mà cũng ngang tàn như thế tất cả những thứ này xảy ra ở khách sạn thiên nha ngày hôm nay không cần thêm mắm dặm muối vào cũng đã là đề tài bàn tán sôi nổi rồi, còn có rất nhiều lời đồn bay xa bay cao. Chapter 36 Lão Đại của thành phố Giang Thanh Quả nhiên tin tức về sự việc xảy ra ở khách sạn Thiên Nha đã bay xa bay rộng, bất kỳ ai trong giới thượng lưu của thành Giang Tư đều biết chi tiết sự việc. Tại Lan Gia, Lan Thương tức giận đến mức có thể giết người, Giang Hải chính là tự mình tìm đường chết. Phải giải quyết Giang Hải, mang tiếng cũng đã mang tiếng rồi, không thế cứ thế cho qua. Lan Kiều bình tĩnh, cứ như người bị Giang Hải đùa cợt khiếm nhã không phải cô. Lan Kiều là tiểu thư giới thượng lưu, trong tay lại nắm quyền quản lý tập đoàn Lan Thị, có sóng gió gì cô còn chưa trải qua, giữ bình tĩnh chính là được tôi luyện thành bản tính. Ánh mắt Lan Thương tràn đầy sự âm u khó tả, chẳng phải nó muốn con tới thuê khách sạn chờ nó. Lan Kiều gật đầu, Lan ra thắc hỏi, không thể. Sao lại để chị bên tên khốn Giang Hải sỉ nhục như vậy? cha nếu làm theo lan gia ở giang tư sẽ không ngẩng đầu lên được lan thương nhìn đứa con trai duy nhất vừa thương vừa hận thương là vì lan gia thác từ trước giờ không xung đột trong gia đình luôn nghĩ cho gia đình hận là vì chỉ bung tiền để chơi gái không hề nghiêm túc chút nào vẻ mặt lan thương càng ngày càng xấu ánh mắt như nói chuyện với lan kiều lan kiều gật gật đầu nói với lan gia thác em tìm ông lương đi trên một nơi cao ở điền long một người đàn ông mặc một bộ đồ kiểu xưa cũ, dáng vẻ hiền hòa đang hóng gió. Phía sau ông ta có hai người, chính là Lan Gia Thác và Quan Huỳnh. Ông Lương có vẻ như đang đắn đo suy nghĩ, điều kiện mà hai Lan Gia và họ Quan khiến ông ta rất dao động, chỉ giải quyết một người đã có thể nhận được số tiền khủng bố thế kia. Nhưng trước khi hai người Lan Gia Thác đến, ông Lương đã tiếp một vị khách chính là Hoành Độ Dương. Hoành Độ Dương không hề can thiệp mà lại ủng hộ ông ra tay đứng về phía hai gia tộc lan quan. Ông Lương có một loại cảm giác nguy hiểm bùa vây, sao Hoành Độ Dương lại bận tâm hai gia tộc lan quan kia? Hoành Độ Dương đang muốn hại ông ta. Nhưng Hoành Độ Dương sẽ chơi trò ngu ngốc thế ư, trực tiếp làm thế thì chẳng khác nào làm người ta nghi ngờ. Xoay người, một trưởng đánh lui 10 người, người bảo vệ, không tầm thường. Trong lòng Lan Gia Thác đang âm thầm mắng ông Lương, ngẩng đầu nhìn lão già này, ông ta sẽ không sợ đấy chứ. Một tỷ, Cố Uyển như há to miệng nhìn Giang Hải như nhìn quái vật. Giá khởi điểm đấu giá là 10 tỷ, chính là giá thị trường, dù sao thì giá trị của miếng đất này cũng phải trên 10 tỷ mà bị Giang Hải hạ giá xuống còn 1 tỷ. Hiện tại bán ra đã lời gấp ngàn lần rồi. Vợ yêu à, anh giỏi đúng không? Giang Hải tiến tới gần, nắm tay Cố Uyển như thưởng anh nhé. Anh chỉ bỏ một tỷ sao? Cố Uyển như vẫn không tin. Giang Hải gật đầu, hai người càng gần. Cố Uyển như vẫn còn suy nghĩ về chuyện khó tin kia nên không chú ý đến biểu cảm của Giang Hải. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Cố Uyển như rút tay về, đỏ mặt ngồi xuống. Lại là Ngô Mẫn, cố tổng, miếng đất phía tây chỉ một tỷ thật sao? Là thật ư? Ừ. Ngô Mẫn cũng không dám tin, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Giang Hải thì anh ta cũng vứt vấn đề đó đi nơi khác, gì chứ, giữ mạng quan trọng hơn. Ngô Mẫn tìm cớ thoái lui. À, hình như tôi có việc, tôi quên mất tôi đi đây. Giang Hải bước theo, đến gần Ngô Mẫn thì dừng lại nói, có biết người phạm lỗi liên tục sẽ bị thế nào không? Phạm lỗi, Ngô Mẫn vẫn chưa phản ứng lại được. Giang Hải lạnh giọng nói, từ trước tới nay, không phải cứ trung can là được quyền phạm lỗi, dù là lỗi nhỏ. Anh nói xem với anh thì nên phạt ra sao? Phạt. Ngô Mẫn nhìn Cố Uyển Như, thầm nghĩ sau này không bao giờ tới văn phòng của Cố Uyển Như nữa. Giang Hải và Cố Uyển như luôn bị bắt gặp trong tư thế mập mờ, anh cũng không cố ý thật mà. Ý của Giang Hải rất rõ ràng, làm chuyện không nên dù vô tình cùng là lỗi, mà lỗi sẽ bị phạt. Vừa mới nói với Ngô Mẫn được vài câu thì điện thoại của Cố Uyển như lại vang lên. Những sản nghiệp thuộc tập đoàn Uyển như liên tiếp bị quấy rối. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là mấy người thiết la làm. Phía Tây, Giang Hải lặng lẽ nhìn tòa nhà của tập đoàn Uyển như đang được xây dựng rất nhanh những đàn em của Thiết La rất hữu dụng. Nghe tin tức có người tới quấy rồi, Giang Hải nở một nụ cười lạnh nhạt, không phải chỉ là quấy rối sao. Bọn họ cũng chỉ biết gây rối là cùng. Giang Hải nói với Tần Hiên, ai tham gia gây rối là thế lực nào, cứ ghi lại thông tin đầy đủ. Từ mai đóng hết các tụ điểm kinh doanh lách luật, qua luật, có quy tắc ngầm. Bất cứ ai vi phạm, ép người phạm pháp thì tự chịu hậu quả đi. Họ, Tần Hiên chưa kịp nói thì bên kia cũng không muốn nghe hắn giải thích dài dòng, đây gọi là bá đạo sao? Thiên thần sa đọa, Tần Hiên hiểu ra, Giang Hải đang muốn thanh tẩy toàn bộ. Những người trong thế lực ngầm sống nhờ máu người khác, người nào mà không nghe nhanh múa vuốt. Những gì Giang Hải nói sẽ không ai nghe cả, nhưng họ không biết rằng chờ họ chính là cái chết. Tần Hiên cuối cùng cũng hiểu ra được cái quyết định có vẻ hèn nhát của Tần Hạo lúc đó chính xác như thế nào. Audio điện tử võ tấn bền Mấy ngày trước, Tần Hạo còn nói chuyện với Tần Hiên Sau này nhất định phải trung thành đi theo Giang Hải Lúc đó Tần Hiên không hiểu Nhưng lúc này tất cả những hoài nghi đều đã rõ ràng hết rồi Thành phố Giang Tư Không cần biết là thế lực ngầm hay những gia tộc hào môn kia Giang Hải đều không coi họ ra gì Cái kiểu ngang ngược này không phải ai cũng có thể có Mặc dù không biết bối cảnh phía sau của Giang Hải như thế nào, nhưng nhất định là thế lực không thể chọc vào được đứng dưới bóng cây to thì sẽ được bóng mát anh em tần hiên hiểu đối với tiền đồ của anh trai sẽ rất rộng mở giang hải nói tôi bảo anh xử lý những sản nghiệp lách luật kia đi có oán trách không không quyết định của đại ca luôn đúng tần hiên vội vàng trả lời giang hải cười đây không phải lời thật lòng đi mọi người đều cần miếng cơm anh mở một công ty bảo vệ nhận tất cả dịch vụ bảo vệ của thành phố giang hải là được rồi nhìn bóng lưng của giang hải tần hiên gãi đầu có chút khó hiểu đây chính là đang muốn hợp thức hóa thế lực ngầm ư không đúng phải nói là diệt trừ thế lực ngầm mới đúng không làm những việc vi phạm pháp luật không có sản nghiệp lách luật thế thì còn có thể gọi là thế lực ngầm nữa không trên đường cao tốc của thành phố giang thanh có một đoàn xe đang chạy tốc độ cao về thành phố giang tư mặt mày hồng nhị lão vô cùng hung dữ ra ngoài làm việc vừa mới quay về thành phố giang thanh thì nhận được tin hồng tam lão bị giết hắn lập tức tập hợp người chạy đến thành phố giang tư hồng nhị lão hỏi có cha được là ai làm lão nhị thiên thần sa đọa kia làm việc nhanh gọn kín kẽ sau cái chết của hồng tam lão thì không xuất hiện nữa một người bên cạnh báo lại đó là lam sâm cũng chính là người tham mưu cho hồng nhị lão lam sâm mặt mày trắng trẻo nhìn văn vẻ lịch sự nhưng bản chất độc ác thủ đoạn nham hiểm công phu cũng rất lợi hại. Hồng nhị lão cắn răng, tình hình thành phố Giang Tư thế nào? Địa bàn của Hồng Tam Lã hiện tại rất hỗn loạn, có rất nhiều người đều đang cướp giật. Lam Sâm nói, chỉ là Tần Hiên tương đối kỳ lạ, chỉ trong vòng mấy ngày đều hạ giá tất cả sản nghiệp đứng tên mình xuống thấp để bán ra toàn bộ. Hửm, Hồng nhị lão nheo mắt, anh nói cậu ta giống thiên thần sa đọa à. Căn cứ vào những tin tức tìm hiểu trước đây, Tần Hiên này chẳng qua chỉ có chút bản lĩnh thôi, gan không lớn. Hồng Tam lão có đan lục đi cùng, cậu ta không có gan này. Bản lĩnh của đan lục chúng ta đều biết, cho dù là ở thành phố Giang Tư thì cũng đứng đầu. Hơn nữa còn có anh ở thành phố Giang Thanh, cho anh ta 10 lá gan cũng không dám đụng vào Hồng Tam lão. Hồng Nhị lão nói, liên hệ với Thiết La chưa? Lam Sâm trả lời, liên hệ rồi, cậu ta nói đã sắp xếp xong. Có thể được xem trọng, đó là phúc của cậu ta. Sau này thiết la cũng tính là có số má rồi. Hồng nhị lão nhắc nhở, việc lão đại muốn thu thập thế giới ngầm của thành phố Giang Tư còn chưa nói ra ngoài, tạm giữ bí mật. Lam sâm gật đầu, hai người không nói thêm gì nữa. Xe của Hồng nhị lão dần dần tiến vào đường cao tốc, tiến về phía một câu lạc bộ nổi tiếng ở trong thành phố. Thiết la ngậm điếu thuốc đứng ở bên cạnh cửa, ánh mắt gian xảo. Bên cạnh, đại bàng với sát hồng nhìn nhau, rồi nhìn về phía đoàn xe của hồng nhị lão cấp dưới đắc lực của đại ca xã hội đen thành phố giang thanh phô trương thật là không nhỏ ra ngoài đều dẫn theo nhiều người như thế à hồng nhị lão xuống xe lặng lẽ quét mắt nhìn mọi người thiết la ném điếu thuốc đi nở nụ cười lão nhị đi đường vất vả rồi thằng em đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho anh rồi đây hai người này là hồng nhị lão nhìn về phía sát hồng sát hồng có thân hình cực kỳ quyến rũ giơ tay nhấc chân luôn có một loại thu hút người khác đối với người khác mà nói thì sát hồng là một bông hồng có gai đối với hồng nhị lão mà nói thì lại giống như đồ chơi hơn thiết la vội vàng giới thiệu thái độ cung kính cực kỳ nịnh nọt lấy lòng hồng nhị lão là người của đại ca xã hội đen ở thành phố giang thanh nếu như có thể trèo lên đi theo được anh chưa thì ở thành phố giang tư sau này muốn đi ngang đi dọc thế nào thì đi vừa mới ngồi xuống một bàn đồ ăn ngon chưa hề được đụng tới thì Hồng Nhị Lão đã hỏi, Lão Tam là ai giết? Thiết la nào biết những thứ này, thiên thần sa đọa cũng từng giết mấy người kiểu này rồi, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Người mà Hồng Tam Lão đắc tội lại nhiều, trời mới biết là do ai làm. Nếu không phải Hồng Tam Lão vẫn luôn có đàn lục đi bên người, đến cả mấy người thiết la cũng có thể xử gã, đã chết cả 800 lần rồi. Biết được Hồng Nhị Lão lần này đến là vì chuyện của Hồng Tam Lão, nên trước khi hồng nhị lão đến thiết la với hai người sát hồng đại bàng đã có đối sách rồi lão nhị chuyện này tôi thực sự đã từng điều tra rồi thiết la hơi do dự dường như là có gì đó không tiện nói sắc mặt hồng nhị lão lập tức trầm xuống có lời thì nói thiết la cười khổ nói lão nhị tôi điều tra được thứ này nhưng mà không có chứng cứ nói ra xem nào hồng nhị lão không muốn nhiều lời Thiết La chỉ có thể nói, trước khi anh ba chết đã từng gặp mấy người. Còn cả cố gia ở thành phố Giang Tư là cố hiển, còn có một người nữa là Tần Hiên. Nghe nói, chỉ là em nghe nói thôi nhé, lão ta muốn giúp họ đối phó với một người, mà người kia là... Là ai? Hồng nhị lão gần giọng hỏi. Giang Hải. Hồng nhị lão nhìn lam sâm, người kia cũng mơ hồ. Mặc dù Hồng nhị lão ở thành phố Giang Thanh, nhưng cũng biết rất nhiều những việc trong thế giới ngầm của thành phố Giang Tư, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên Giang Hải này. Thiết La nói về mối quan hệ của Giang Hải với Cố Hiển, lại nói đến mâu thuẫn giữa Tần Hiên với Giang Hải. Sau khi nói xong một cách ngắn gọn, Thiết La mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không nói thêm một chữ nào nữa cả. Đường chỉ dẫn đến đây thôi, về việc Hồng Nhị Lão nghĩ như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Cho dù là một con heo thì cũng sẽ nghĩ đến việc hoài nghi Giang Hải. Mầm tai họa đã đẩy đi, nếu như hồng nhị lão giải quyết Giang Hải đi thì đều có lợi cho tất cả mọi người. Sát hồng cười xinh đẹp, lão nhi, tôi thấy cái chết của hồng tam lão không tránh khỏi liên quan đến Giang Hải, ai chẳng biết khả năng của đan lục chứ, nhưng mà Giang Hải kia lại không hề sợ hãi. Chúng tôi cũng không thể trơ mắt ra nhìn, chúng tôi đã cử mấy chục người đi, đến bây giờ một người cũng chưa trở về, có lẽ đã bị diệt khẩu hết rồi. Chapter 37 lại đến dẫm nát cỏ hồng nhị lão nhìn thiết la nở một nụ cười vô cùng hung ác nắm lấy cổ áo thiết la mày cảm thấy mạng mày quá dài sao đến tao mày cũng dám tính kế thiết la bị dọa sợ hãi nhưng không dám tránh vội vàng thanh minh lão nhị cho em trăm lá gan cũng không dám sắc mặt hồng nhị lão đen kịt sát khí nhưng cuồn cuộn áp bức người khác hung hăng nói giải thích chuyện giang hải đi tao chỉ cần người thành thật thiết la thay đổi vẻ mặt liên tục hắn ta cũng xem như có vị trí ở thành phố Giang Tư này, nhưng trước mặt đại ca của thành phố Giang Thanh thì không bằng cái đầu móng tay. Hồng nhị lão bóp chết thiết la cũng như giết con kiến hôi mà thôi. Em nói, thật, không dám dối gạt. Lão nhị, xin tin em. Hồng nhị lão buông lỏng tay, vỗ vai thiết la. Lần này đến thành phố Giang Tư, một là để báo thù cho Hồng Tam lão, hai là để tìm người thay mình làm một số chuyện. Tuy nghi ngờ thiết la nhưng giờ không phải lúc giận cá chém thất thành phố Giang Thanh có anh chứ, lâu nay không có phong ba gì. Hôm nay có nhiều người dòm ngó thành phố Giang Tư, lúc này Hồng Nhị Lão muốn dùng người. Tin cậu thì được, nhưng những người kia thì sao? Hồng Nhị Lão nhìn về phía sát hồng với đại bàng. Sát hồng với đại bàng bị thiết la cảm thấy mình bị bẫy rồi. Thiết La chỉ nói là có người của thành phố Giang Thanh đến để dọn dẹp Giang Hải, chẳng ai ngờ, Thiết La đã sớm nịnh hót Hồng Nhị Lão, bây giờ là muốn thu nạp họ vào mà thôi nhưng đã cưỡi lên lưng hổ xuống thế nào được, không đồng ý thì cũng phải đồng ý, nếu không thì cái mạng nhỏ này rất có thể sẽ phải bỏ lại đây thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đại bàng cười trừ, hồng nhị lão, chúng tôi tuyệt đối kín miệng. Sắc mặt hồng nhị lão thay đổi, là ý gì? Tôi cho hai người chọn. Theo tôi thì sau này thành phố Giang Tư sẽ do các người quản lý, quy tắc thế nào tôi nghĩ là các người đều hiểu rồi. Không theo tôi cũng được, chỉ là sau này có gặp lại cũng không phải là bạn bè nữa. À, không phải là bạn bè thì không có sau này nữa rồi. Sắc mặt đại bàng tái xanh, rất hiểu thời thế vội vàng gật đầu. Hồng nhị lão nhìn qua sát hồng đang đứng ở phía sau, cười một cách dâm đãng đặt tay lên trên vai sát hồng, lần mò vào bên trong cổ áo, em muốn sao nào. Sát hồng muốn đứng dậy, nhưng hồng nhị lão đã bóp chặt cổ của cô ta rồi. Nhẫn nhịn chịu sự nhục nhã, cắn chặt răng, căm thù nhìn chằm chằm thiết la, tôi cũng không có ý kiến gì. Hồng nhị lão nhếch mép cười một dâm đáng, nắm chặt lấy tóc của sát hồng đè lên bàn, dùng sức xé quần áo của sát hồng. Vẻ mặt của mọi người trong phòng vô cùng quái dị, đây là muốn trực tiếp, ngay trước mặt bao người. Thiết la trong lòng sung sướng, sát hồng kia có đứng vững tới giờ chắc cũng lăn lộn không ít người. Đợi hồng nhị lão chơi chán chê, bản thân cũng nếm được chút. Thân hình khi, chỗ nào nên đầy thì đầy, chỗ nào nên lép thì lép. Nhất là lúc nói chuyện lại vô cùng núng nhịu, làm người ta ngứa ngáy không chịu được. Vẻ mặt của đại bàng lại càng khó coi hơn, hồng nhị lão không xem bọn họ là người, sau này làm gì có những ngày tốt lành nữa, cho dù có ở thành phố Giang Tư thì cũng bị thiết la đè đầu cưới cổ. Ngược lại thì vẻ mặt của Lam Sâm lại rất thờ ơ, tự mình thưởng thức đồ ngon. Anh ta đã chứng kiến hành vi cầm thú của hồng nhị lão rất nhiều lần rồi. Sát hồng không phản kháng lại, nuốt nước mắt nhục nhã vào trong, đôi mắt chỉ có sự xấu hổ. Đây chính là số mệnh rồi. Ô, là xử nữ, thật sướng quá đi. Hồng nhị lão cười một cách điên cuồng như được của lạ. Công trường phía Tây, một đám côn đồ ngồi lộn xộn với nhau đang cầm đĩa cơm ăn ngấu nghiến như hổ đói. Để bảo đảm thể lực cho họ nên đã bổ sung thêm bữa phụ, bữa chính còn ngon hơn thế này nhiều. Về chế độ ăn uống này thì Giang Hải vẫn hào phóng, gà vịt thịt cá dinh dưỡng. Trước khi ăn cơm, Giang Hải gọi 200 người tới, dạy một chút kỹ năng tự vệ và công kích, hơn nữa còn khẳng định chỉ cần biểu hiện đủ tốt thì tất cả mọi người đều có thể có công việc ổn định lại kiếm được tiền. Quan trọng nhất là, Giang Hải tuyên bố sẽ cho người dạy họ kỹ năng khác, công việc của này khiến bọn họ không những có thể nhận được sự tôn trọng của người khác, ngẩng cao đầu ở Giang Tư. Cứ như thế, tất cả mọi người đều có sự dao động. Những tên côn đồ nhỏ bé này chưa bao giờ thấy được những điều tốt đẹp như thế. Giang Hải lo ăn, lo ở, phát lương, không phải bán mạng làm chuyện thương thiên hại lý, cũng không ai mắng chửi xỉ vả. Quan trọng nhất là Giang Hải không ra vẻ đại ca. Sau khi ăn xong, những côn đồ này lao vào làm việc, không biết mệt mỏi. Tư tưởng dần dần bị thay đổi, ai mà không muốn tranh được 50 triệu kia chứ. Mà Giang Hải thường thì sẽ có một tương lai tốt đẹp. Mặc dù bọn họ bị ép phải vác gạch, nhưng tất cả mọi người trên công trường đều rất khách sáo với họ, làm cho những côn đồ này có loại cảm giác có thể làm người anh giang nếu không ức hiếp kẻ khác thì chúng tôi đánh nhau với ai có người hỏi giang hải cười bảo vệ thế giới bảo vệ hòa bình được chứ có người nghe thấy thì đã phun cơm ra ngoài trêu chọc nói đợi ông đây ăn xong sẽ đi giết hết người ngoài hành tinh tiếng cười vang lên sau thời gian ngắn ngủi giang hải đã hòa làm một với bọn họ ánh mắt của tất cả mọi người nhìn giang hải có sự tôn trọng giang hải vô cùng nghiêm túc gật đầu tôi sẽ phụ trách nhiên liệu cho mọi người bầu không khí vui vẻ hòa hợp nhanh chóng bị phá vỡ ở xa cát bụi bay đầy trời có mấy chiếc xe dừng ở ngoài công trường dẫn đầu là đàn em của thiết la người có biệt danh là tiểu long nhàn ánh mắt tiểu long nhàn sau khi xuống xe thì trợn trừng lên anh ta nhìn thấy bọn đàn em rụi rụi mắt xác định được đó là đàn em của mình đầu tóc cắt như bị chó gặm kia bọn họ đang làm gì vậy Tiểu Long Nhàn không dám tin vào mắt mình, bọn đang vác gạch hà. Đối với một tên côn đồ mà nói, đi ức hiếp người khác mới là chân lý, sao lại đi vác gạch thế kia? Đây là một sự nhục nhã, Tiểu Long Nhàn giơ tay, nghênh ngang bước vào công trường. Mẹ nó mấy thằng kém cỏi này, chuyển gạch làm gì, bây giờ theo tao quay về. Chả có đứa nào ra hồn, thích làm sao sao ly lắm hả? Tất cả mọi người đều dừng hết những động tác trong tay lại, sắc mặt thở ơ. Côn đồ nhìn như là chia năm xẻ bảy, rời rạc không tổ chức nhưng thực tế thì nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt, lặn lộn theo người nào thì sẽ phải bán mạng cho người đó. Đại ca có thể mắng chửi người thậm chí còn có thể đánh người, đàn em còn phải tươi cười phối hợp dơ một bên má còn lại ra. Trước mặt kẻ yếu thì quát tháo, trước mặt kẻ mạnh thì phải giả vờ làm cún. Mấu chốt nhất là ném cho bạn hai đồng tiền cũng chỉ là bố thí thôi nhưng vẫn phải gật đầu cảm ơn lão đại ban thường người mà không có tôn nghiêm thì chẳng là gì hết cả nhưng ở trước mặt giang hải thì bọn cho thấy có tôn nghiêm mặc dù là chuyển gạch nhưng giang hải cũng tôn trọng bọn họ tự xưng là ông đây với giang hải uống chẳng sao cả thích nói đùa lúc nào cũng được nếu như những lời này mà nói với những lão đại thì hậu quả không lường được giang hải nghiêng đầu lại nhìn khóe miệng nhếch lên làm sao kiếm cơm bằng sức lao động của mình thù có gì sai cơm kiếm bằng sức lao động của bản thân rất thơm, người nói chuyện là thanh niên đầu tóc vàng như chó gặm. Tiểu Long Nhàn kinh ngạc nhìn Kim Thâu, thằng danh này bị điên rồi à? Lúc trước Kim Thâu là kẻ hung ác nhất. Chết tiệt, Kim Thâu, mày dám nói chuyện với ông đây như thế à? Tiểu Long Nhàn tiến tới túm chặt lấy cổ áo của Kim Thâu, xoay người lôi cậu ta ra ngoài, không biết trên dưới, xem về tao xử mày ra sao. Kim Thâu tránh ra, khinh thường nhìn Tiểu Long Nhàn, tôi không theo anh nữa. Phản rồi làm phản rồi, Tiểu Long Nhàn cảm thấy rất mất mặt, đàn em của mình không quản được nữa rồi. Bốp, Tiểu Long Nhàn tát cho Kim Thâu một cái, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Kim Thâu liếm không nói lời nào, lùi về phía sau hai bước, muốn bảo anh ta đánh lại lão đại Cố thì anh ta vẫn không làm được. Tiểu Long Nhàn nhìn một vòng, tất cả theo tao đi về. Trên công trường yên lặng như tờ, Tiểu Long Nhàn không ngờ tới, đàn em của mình làm phản tập thể. Tần Hiên chậm rãi bước về phía Tiểu Long Nhàn, sắc mặt âm u, đến chỗ của tao gây chuyện, gan chó mày lớn rồi. Nhìn thấy Tần Hiên, Tiểu Long Nhàn lùi lại, tên họ Tần chết bầm kia, lão đại của chúng tao nói chỉ cần mày thả người, thì có thể nói chuyện. Nói chuyện à, Tần Hiên cười mỉa mai, sau đó gật đầu, mang tiền đến chưa? Nếu không có tiền thì tao không thả người. Họ Tần kia, đừng mơ tưởng, lão đại của tao không việc gì phải đưa tiền, Tần Hiên đi tới trước người tiểu long nhàn, nheo mắt nói, họ không đáng hay lão đại kia của mày nghèo mạt. Bọn nó không xứng, đối diện với Tần Hiên, tuy tiểu long nhàn tuy sợ hãi nhưng vẫn giả bộ chấn định, bị lời nói của Tần Hiên dẫn vào bẫy mà không hề hay biết. Anh em vào sinh ra tử với mày cũng không đáng, Tần Hiên hỏi lại. Phế vật vô dụng chỉ biết khiêng gạch. Bọn người kim thâu nghe vậy thì rất khó chịu, Giang Hải nói đúng, những lão đại như thiết la không bao giờ xem đàn em là người. Tần Hiên nhường đường, chỉ cần họ đồng ý thì mày có thể đưa họ đi. Hơn 200 tên côn đồ đều không hề động đậy, không hề có một người nào muốn đi cùng anh ta. Cho dù có phải chuyển gạch thì cũng không muốn đi theo loại lão đại như thế này. "Còn không cút về cho tao." Tiểu Long Nhàn phẫn nộ quát lên. Trong đáy lòng kinh ngạc, chuyện gì đây, Tần Hiên đều cho cả đám người này đi rồi, sao chẳng một đứa nào đi, lẽ nào thật sự thích chuyển gạch? Đây là chuyện mà Tiểu Long Nhàn không thể lường trước được, tay chỉ vào đám người kim thâu, được, chúng mày được lắm, để xem lão đại dọn dẹp chúng mày như thế nào. Nói xong rồi Tiểu Long Nhàn quay người định đi. Chậm đã, Tần Hiên nở nụ cười, nhìn xuống chân Tiểu Long Nhàn nói, làm hỏng cỏ của tao, đền tiền đã chứ, chưa gì đã đi rồi à. Cỏ, cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Long Nhàn nhếch mép mày nghĩ. Bụp, Tần Hiên vung tay để lại năm dấu tay trên mặt tiểu long nhàn. Sắc mặt khó chịu, mở miệng là họ tần này họ tần nọ, mày là cái thá gì? Lúc ông đây lăn lộn giết người thì con chó thiết la kia còn đang ở đâu? Họ tần kia, bộp, tần hiên tiến thêm một bước, cha mẹ mày không dạy mày tử tế à? Lão đại thiết la vừa mới mời hồng nhị lão từ thành phố Giang Thanh tới. Bốp, tao chẳng quen biết hồng nhị lão, lão nhức gì hết, ai tới tao đánh người đó. Tần Hiên kiêu ngạo, dựa vào bản lĩnh của Giang Hải, sợ ai chứ? Ai cũng hiểu được đạo lý là phép vua thua lệ làng, thành phố Giang Tư ngày hôm nay, Giang Hải đã là một con rồng rồi. Những đàn em mà Tiểu Long Nhàn đưa tới, nhìn thấy Tiểu Long Nhàn bị đánh muốn sông lên giúp đỡ, nhưng lúc này, đám người kim thâu người đầy bụi đất cũng bước về phía trước một bước. Trong lòng tất cả mọi người đều sững sờ, nếu phải đánh nhau thì chẳng khác nào lấy thịt đè người, sợ hãi rụt rè, không có một ai dám ra tay. Mẹ nó, chúng mày đều chết hết rồi à? Lên cho tao, tiểu long nhàn phẫn nộ hét lên. Chapter 38 thiên thần sa đọa trở lại. Phía Giang Hải có quá nhiều người, không ai dám qua đó. Tần Hiên nói đúng, tiểu long nhàn không dám đặt cược. Tiểu long nhàn ôm mặt, không dám đánh trả. Tần Hiên ý bảo tiểu long nhàn nhìn trước mặt, lại dẫm lên cỏ nhà tao. Đền tiền. Tần Hiên cảm thấy thật sảng khoái, học chiêu này của Giang Hải cũng quá tốt đi. Tao con mẹ tiền gì, muốn chửi nhưng lại nuốt ngược câu chửi, tiểu long nhàn nếu chửi nữa sẽ lại bị ăn tát nên nhanh chóng đổi lời. Tần Hiên đang định tiếp tục dạy dỗ tiểu long nhàn, Giang Hải lạnh nhạt nói, mọi người hỏi tôi đánh nhau kiểu gì mà ra tiền sao. Hiện tại có công việc ở ngay trước mặt, bất kể chặt tay hay chặt chân, chỉ cần chặt đứt sẽ có thưởng 100 triệu. Làm cho bọn họ bò đi như con sâu đo, có ai muốn làm việc này không? Giang Hải chưa dứt lời, Kim Thâu đã muốn xông ra ngoài. Mục tiêu của cậu ta cực kỳ rõ ràng, muốn đánh Tiểu Long Nhàn. Người của Tần Hiên cũng muốn lên nhưng lại bị Tần Hiên giơ tay ngăn cản. Anh ta hiểu ý của Giang Hải, chỉ có khiêu khích nhóm người Kim Thâu này nhiều lần thì họ mới phục và trung thành với Giang Hải. Tần Hiên cũng tin tưởng, những gì mình bỏ ra chắc chắn Giang Hải có thể nhìn thấy được. Có thể đối xử tốt với đám người Kim Thâu thì chắc cũng sẽ không để anh em của Tần Hiên chịu thiệt thòi kim thâu ở công trường, nhưng ở nơi này lại được ăn ngon, càng có sức lực. Tiểu Long nhàn giống lên tức giận, kim thâu, mày muốn chết à? Kim thâu không nói gì, xông lên đánh nhau với Tiểu Long nhàn, dùng thủ đoạn giang hải dậy vô cùng thuần thục. 200 người đánh 23 người, lợi thế nghiêng hẳn về một bên. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Mỗi người đều bị chặt đứt tay chân, đau đến nỗi miệng thở hổn hển, ngất xỉu đi. Cứ chia đều 4-5 người đánh một người hoàn cảnh tàn bạo tới cực hạn. Cuối cùng Tần Hiên sai người đưa Tiểu Long Nhàn trở về, còn những người khác ném ra bên ngoài. Hồng nhị lão sảng khoái, kéo quần lên, cười thô kệch vỗ lên mặt chị Hoa cười, ngoan lắm. Sát hồng quần áo không chỉnh tề, nhưng cô ta không khóc. Giang hồ cũng không dùng nước mắt nói chuyện. Hồng nhị lão ngồi ăn cơm, mắt liếc nhìn sát hồng, khóe miệng lại cười, cảm thấy quá sướng. Thiết la nâng ly chúc rượu nịnh nọt nói, lão nhị, người mà tôi cử đi chắc cũng sắp trở về rồi chỉ cần nhắc tới tên của anh tên giang hải sợ đến tụt quần cho xem vừa dứt lời một tên đàn em đã chạy vào lén nhìn hồng nhị lão rồi không dám nói gì thiết la trừng mắt một cái có chuyện quái gì thì nói đi lão nhị là anh của tao có gì không thể nói lâu la nói tiểu long nhàn bị đưa về rồi đã về rồi à thăm quát con giang hải kia bị đánh tàn phế hay bị đánh chết thiết la cười đắt ý nhưng hắn cảm thấy không đúng lắm nheo mắt lại đưa về ai đưa là là tần hiên chân tay của tiểu long nhàn đều bị đánh gãy tên đàn em nói không to nhưng mỗi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng thiết la có nói tên lão nhị không lâu la nói nói ra rồi nhưng tần hiên không thèm coi ra gì còn nói còn nói muốn đánh chết lão nhị hồng nhị lão sắc mặt trầm xuống nó thật sự nói như vậy vâng thật sự tên đàn em nào dám nói dối, đây là khách quý của lão đại. Thú vị, Hồng Nhị lão cười vui vẻ, dù ở thành phố Giang Thanh cũng không có người dám nói thế kia, không ngờ thành phố Giang Tư lại có đứa gan lớn đến thế. Hồng Nhị lão ném đũa xuống bàn, đứng dậy. Lam Sâm ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, cơm nước xong rồi nói. Nhìn sang Lam Sâm Hồng Nhị lão vẫn ngồi xuống, có gì không ổn. Lam Sâm nhìn về phía tên đàn em kia, Giang Hải có ra tay không? hình như hình như anh ta không ra tay lam sâm gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm không nhị lão hiểu ý của lam sâm nếu đan lục là do giang hải giết như vậy chắc chắn anh ta rất mạnh tên đàn em ngu ngốc đứng yên thiết la tức giận nói mày còn ở đây làm gì cút lão đại tần hiên còn nói một câu tên đàn em lại mở lời có cái quái gì thì nói đi thiết la hừ lạnh lâu la rất cẩn thận nói tần hiên còn nói dừng tất cả hoạt động kinh doanh lách luật của chúng ta nếu không tự gánh lấy hậu quả cái gì thiết la cười nhạo tần hiên là cái quái gì nghĩ mình là trời sao tên đàn em nói tần hiên còn nói không phải chỉ mình chúng ta sau này thành phố giang tư cũng phải nghe theo quy tắc của anh ta không được hoạt động kinh doanh lách luật nữa lần này không chỉ thiết la cười mà lam sâm bình thường kiệm lời như vàng cũng bật cười Hồng nhị lão kinh ngạc, cậu ta đúng là đồ ngốc không biết trời cao đất rộng là gì. Dám đối đầu với cả thành phố Giang Tư, muốn chết. Quay sang nói với một cậu nhóc mang theo từ thành phố Giang Thanh đến, mang theo vài người đến xem khả năng Giang Hải như thế nào. Cậu nhóc nhanh chóng rời đi. Trời đã tối muộn. Giang Hải chờ cỗ uyển như quay về thịnh thế hào đình. Vợ chồng cố vân lệ lại bày ra một bàn đồ ăn đầy đồ ăn, Giang Hải ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, cố huyền như nhìn một cái thầm nghĩ đúng là đồ con heo không phải sao chỉ mới vài ngày mà nhìn giang hải rõ ràng béo lên một chút rồi trong lúc ăn cơm lôi nhân hào như muốn nói rồi lại thôi hiện tại tuy lôi nhân hào vẫn còn yếu nhưng cũng không cần ngồi xe lăn nữa rồi ở trong nhà lâu như vậy rất muốn quay lại làm việc tiếp xúc với xã hội giang hải cũng hiểu năm đó lôi nhân hào cũng đã từng có một thời đứng đầu giới kinh doanh ở thành phố này Giang Hải chủ động nói cha, mẹ, con có ý kiến này, nhưng lại sợ mọi người không đồng ý. Cố tiêu giao khó hiểu nhìn Giang Hải, anh định đề nghị chuyện gì? Tự nhiên nghĩ đến quan hệ hai người, chẳng lẽ anh muốn đi đăng ký kết hôn? Nếu Giang Hải yêu cầu chuyện này, Cố Uyển Như không biết nên đồng ý hay từ chối. Gia đình Cố Uyển Như có thể nói là nợ Giang Hải một ân huệ lớn, không có Giang Hải thì họ cũng không có cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng vì vậy mà cô phải gả cho Giang Hải thì trong lòng có chút mâu thuẫn, cứ như là bán mình. Nhưng Cố Uyển như lại không muốn từ chối, trong lòng thực rất sự mâu thuẫn. Giang Hải quả thật rất ưu tú, ưu tú đến mức làm cho người ta không tìm ra khuyết điểm gì. Nếu Giang Hải nói với Cố Vân Lệ chuyện đăng ký kết hôn, mẹ sẽ đồng ý hay từ chối? Cố Vân Lệ gấp thức ăn cho Giang Hải, "Giang Hải, có cái gì mà khó nói? Con muốn mẹ làm gì?" vẻ mặt Giang Hải ái ngại nói sức khỏe của cha đã dần hồi phục còn muốn cha đến tập đoàn làm việc Uyển Như làm một mình quá mệt mỏi còn không hiểu việc kinh doanh cho lắm nếu được vậy thì Uyển Như sẽ có người để trao đổi Cố Vân lệ có chút lúng túng nhìn chồng việc này còn phải do Lôi Nhân Hào quyết định dù sao vẫn đang là giai đoạn dưỡng bệnh Lôi Nhân Hào cảm động nhìn Giang Hải Giang Hải nhất định nhìn ra suy nghĩ của ông cố ý nói ra tránh làm Lôi Nhân Hào xấu hổ cũng là để cho cha vợ mặt mũi. Được, Uyển Như sắp xếp việc này một chút, ngày mai cha sẽ đi làm. Lôi nhân hào không chút do dự đáp. Biểu cảm của cô Uyển Như phức tạp, vui vì Giang Hải có thể chủ động nói ra chuyện này. Cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút thất vọng, thì ra chỉ là do mình nghĩ nhiều. Giang Hải cười, cha, con thấy ngày mai chưa vội đi, chúng ta cũng không có xe để đi. Để mai con và Uyển Như đi mua xe, rồi sắp xếp lái xe cho cha. Chuyện này, Lô Nhân Hào rất muốn nói đừng phung phí tiền bạc, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Ông biết rõ tình hình sức khỏe của bản thân, nếu không mua xe sẽ làm phiền Giang Hải, còn liên lụy đến cả Cố Uyển Như. "Được, con cũng đừng mua chiếc đắt quá nhé." Giang Hải đẩy Cố Uyển Như đang không nói gì, "Xe của chủ tịch không thể qua loa được." "Vợ, em nói đúng không?" Giang Hải lần đầu tiên ngồi trên bàn ăn gọi thân mật như vậy làm mặt Cố Uyển Như đỏ bừng vì ngại hung hăng và cơm vào miệng, mua cái đắt nhất để anh phá sản đi. Con bé này, ăn nói kỳ quá, cố vân lệ trách móc. Huyền Như, tính cách này của con mãi cũng không trưởng thành được, học tập Giang Hải nhiều một chút. Lôi Nhân Hào cũng nói như vậy. Cố Huyền Như càng ngày càng thấy mình dư thừa, buông bát đúa, được rồi, con sẽ học tập gia đình ba người. Nói xong, Cố Huyền Như tức giận đi lên tầng. Giang Hải không vội, cùng mẹ vợ tám chút, chọc cố vân lệ vui vẻ càng ngày càng thích đứa con rể này. Đôi khi Cố Vân Lệ muốn hỏi, Giang Hải và Cố Uyển như rốt cuộc có ngủ cùng nhau hay không, nhưng rồi lại thấy bây giờ mà hỏi thì không được hay lắm. Buổi tối, đối với Giang Hải là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Người mùi sữa tắm thoang thoảng, nhìn thấy Cố Uyển như đang nghiên cứu bản vẽ công trình. Hạnh phúc luôn đơn giản như vậy, có thể vui vẻ ngồi bên cạnh giúp đỡ người thân. Nhưng để có được hạnh phúc đơn giản như vậy, Giang Hải phải đợi 5 năm. Nhìn em làm gì, ánh mắt cố huyền như vẫn luôn nhìn bản vẽ. Giang Hải cười, sao em biết anh nhìn em? Vợ à, đừng nói là em yêu anh nhanh như vậy chứ. Tự luyến, em phát hiện anh là người da mặt dày vô cùng dày. Cô dường như đã quá quen càng tùy ý. Vợ, anh bàn với em chuyện này. Nói, trên mặt đất rất lạnh. Cút, được rồi. Tại một khách sạn của thành phố Giang Tư, một cô gái mặc váy dạ hội đến quầy lễ tân, cầm thẻ nhanh chóng lên tầng mở phòng. Sau đó, thất hồn đội mũ lưỡi trai cũng đi vào khách sạn. Ở phòng bảo vệ, ông Lương và mấy người trong phòng đều im lặng quan sát tất cả. Thất hồn ngẩng đầu, vừa mới lộ ra cánh mũi thì màn hình đã nhanh chóng bị nhiễu sóng. Ông Lương, lan ra thác giơ tay, giọng run run. Ông Lương im lặng xoay người đi ra. Lan ra thác xoay người đánh bảo vệ ngã ra mặt đất, nuôi mấy người thì được tích sự gì chứ? còn không nhanh đi xem là ai đã phá hỏng camera trên tầng cao nhất ở phòng tổng thống thất hồn đứng ngoài cửa trước mặt chính là ông lương đang mặc một bộ đồ kiểu cổ bộ đồ này hợp để đưa ông đi thất hồn nhẹ giọng nói cậu không phải giang hải đồng tử ông lương co rút lại cảm nhận được sự uy hiếp trên người thất hồn tim đập nhanh hơn đáy lòng toát ra hai chữ cao thủ ông lương tội của ông mọi người đều biết thất hồn không thích nói nhiều Đối với một người sắp chết nói nhiều như vậy đã là ngoại lệ. Ông Lương lúc này mới chú ý ngực thất hồn có hình thiên thần sa đọa đang giang cánh. Thiên, thiên thần sa đọa. Thất hồn đã đến trước mặt. Thấy rõ mặt thất hồn, đồng tử co lại, cậu, thất hồn là cậu. Ông Lương bị bóp yết hầu ép lên tường, máu tươi bắn ra. Thất hồn lấy ra một cây bút, viết ra những tội ác của ông ta lên bức tường trắng như tuyết. Chapter 39 ra vẻ không còn nhận thức rõ ràng, ông Lương không hề nhận ra tính mạng của ông ta sẽ rơi vào tay một kẻ ngốc mà ông ta chưa từng coi ra gì. Người mà kẻ ngốc này quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua cả phạm vi mà ông ta nhận thức được. Chỉ ngắn gọn hơn 10 dòng, đã ghi chép hết một đời của ông Tề. Đây từng là niềm tự hào của ông ta, vậy mà giờ lại là chứng cứ phạm tội. Trong phòng giám sát, Lan Gia Thác rất tức giận, nhưng anh ta không dám ra khỏi cánh cửa này. Giang Hải, chính là kẻ tàn nhẫn đã giết chết Hoắc Ngụy. Chỉ có lặng lẽ chờ đợi ở phòng giám sát này, anh ta mới an toàn. Bỗng nhiên cửa phòng giám sát bị đá văng ra khiến Lan Gia Thác giật mình, trong lòng bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành. Anh là ai? Lan Gia Thác nhìn chằm chằm thất hồn, run rẩy hỏi. Thất hồn đội chiếc mũ che kín mặt, lúc này còn chưa phải lúc để mọi người biết đến thân phận của thiên thần sa đọa Thất hồn tay cầm bút đang nhỏ máu, yên lặng không nói lời nào. Ken kết, À, Lan ra thác kêu thảm thiết, một bên cánh tay bị chiếc bút kia làm gãy. Phá bỏ ổ cứng giám sát xong, thất hồn xoay người rời đi. Lan ra, Lan Thương và Lan Kiều ngồi thư giãn, bọn họ đang đợi, đợi tin tức từ ông Lương. Lan Thương vốn tưởng dùng một người có vóc dáng tương tự rồi trang điểm ăn mặc vào là có thể lừa gạt được người khác, lại không ngờ rằng tất cả mánh khóe ấy đều bị Giang Hải nhìn thấu. Giang Hải bảo Lan Kiều mặc đồ đẹp rồi thuê phòng khách sạn chờ anh chẳng qua làm muốn làm nhục Lan ra. Lan Kiều dù xinh đẹp, nhưng Giang Hải chỉ thích Cố Uyển Như, chính là cô gái hoàn mỹ nhất trong lòng của Giang Hải. Cho dù Lan Kiều cởi sạch đứng trước mặt, dù Giang Hải có phản ứng sinh lý của đàn ông, nhưng chắc chắn anh sẽ không động vào cô ta vì ghê tởm. Vốn cho rằng ông Lương ra tay sẽ không để lộ sơ hở nào, nhưng không ngờ, cái bọn họ chờ đợi được lại là tin xấu. Lan ra thác trở về với hai cánh tay gãy, còn ông lương đã là một cái xác lạnh băng bị đóng đinh treo trên tường. Đặc biệt là bảng tội trạng kia, khiến cho Lan Thương như rơi vào vực thẳm. Thiên thần với đôi cánh máu, đại diện cho một người khiến thế lực ngầm phải khiếp sợ, đó là Thiên thần Sa Đọa. Không thể nào, không thể nào, Lan Thương không thể tin được đây là sự thật. Thiên thần Sa Đọa xuất hiện, điều này chứng tỏ điều gì? Giang Hải chính là Thiên thần Sa Đọa. Sắc mặt Lan Thương tái nhợt, bước suýt chút nữa té ngã. Ông Lương cũng đã chết rồi, thành phố Giang Tư ai còn đồng ý ra tay vì Lan gia, còn ai có thể chừng trị Giang Hải. Giờ phút này, Lan Thương mới chính thức hiểu được, Giang Hải chính là một con mèo, mà Lan gia vẫn luôn là một con chuột. Đùa giỡn chán rồi mới cắn chết. Cha, Lan Kiều đỡ lấy Lan Thương. Con đề nghị lập liên hệ với Lan gia ở phương Bắc. Lan gia ở thành phố Giang Tư chẳng qua là một chi nhỏ bé của Lan gia ở phương Bắc, nghiêm túc mà nói. Lan Gia ở phương Bắc chưa từng công nhận sự tồn tại của Lan Gia ở thành phố Giang Tư. Năm đó ông nội của Lan Thương cũng là một đứa con bị Lan Gia ở phương Bắc đuổi ra khỏi dòng họ. Giang Hải trở về, cha đã báo với Lan Gia ở phương Bắc, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Mặt Lan Thương xám xịt, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn diệt Lan Gia sao, với thực lực mà Giang Hải hiện tại, muốn tiêu diệt Lan Gia dễ như trở bàn tay. Nhưng Giang Hải lại không làm vậy, cậu ta đang chơi trò mèo vần chuột, dẫm đạp danh dự của Lan ra dưới chân. Cha, năm đó chúng ta chỉ vì chịu sự sai khiến của Lan ra ở phương bắc nên mới ra tay với Giang gia. giờ Giang Hải trả thù là chúng ta chịu. Lan ra phương bắc không thể mặc kệ. Lan thường chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng tuyệt vọng, lắc đầu nói: diệt cỏ không trừ tận gốc, tại hỏa. con không tin. Lan kiều cắn môi, không cam lòng nói: con không tin Lan ra phương bắc không hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh này. Lan gia ở thành phố Giang Tư không còn nữa, chẳng lẽ Lan gia ở phương Bắc có thể bình yên vô sự hay sao? Lúc này, người giúp việc cầm một bức thư vào cửa đưa cho Lan Kiều. Cô ta xem xong, sắc mặt trắng bệch. Cậu ta nói cái gì? Không cần hỏi, bức thư này chắc chắn là Giang Hải đưa tới. Bức thư chỉ viết một câu, ngày mai. Lan gia Thác vừa nhìn đã nghiến răng nói, thật sự nghĩ Lan gia không còn ai hay sao? Tao đi liều mạng với mày lan kiều thấy vậy ngăn lan ra thác lại nói nhất định phải cho lan ra ở phương bắc biết giang hải chắc chắn sẽ ra tay với họ ngoài ra những kẻ thăm dò trong khu biệt thự đều bị hàn kiên đuổi đi hàn lập hy nhìn về hướng giang hải chúng ta tạm thời rời khỏi giang tư tại sao hàn kiên hỏi cháu vừa mới bái thất hồn làm sư phụ thôi chúng ta không nên nhúng vào vũng nước này hàn lập hy vuốt ve bộ râu dài đôi mắt sắc bén hàn lập hy nhìn hàn kiên ông chỉ có một đứa cháu trai là cháu không nên mạo hiểm hàn kiên không đáp lại cúi đầu cháu muốn ở lại hàn lập hy hỏi hàn kiên ngẩng đầu ánh mắt kiên định ông nội ông đã từng nói hàn gia cần đánh cược một ván nhưng cháu là cháu trai duy nhất của hàn gia hàn lập hy lắc đầu cơ hội luôn luôn đi cùng với nguy hiểm hàn lập hy còn chưa biết được thân phận thật sự của giang hải hàn gia thắng cược thì sẽ phất lên như diều gặp gió nhưng một khi vấp phải sai lầm thì e là. Dáng người cao lớn của Hàn Kiên hướng về phía Giang Hải, ánh mắt sắc bén. Tuy rằng mới chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, Hàn Kiên trưởng thành hơn nhiều. Trên vai của người thiếu niên này gánh vác gánh nặng mà lứa tuổi này không nên phải gánh vác. Đêm đã khuya, ánh mắt Hàn Kiên càng trở nên kiên định. Nếu như vận mệnh là một canh bạc lớn, Hàn Kiên đã đặt cược rồi. Ngày hôm sau, cố huyền như vô cùng thoải mái. Không lo chuyện của tập đoàn huyền như, cùng với vợ chồng lôi nhân hào, một nhà bốn người hưởng thụ cuộc sống. Cùng đi mua một chiếc xe, chạm tiếp theo chính là trung tâm thương mại. Hiện giờ trung tâm thương mại này đã là sản nghiệp của tập đoàn huyền như, chỉ cần cố vân lệ thích, có thể tùy ý lấy. Có lẽ do phải trải qua những ngày tháng khổ cực quá lâu, đi dạo một vòng lớn vẫn không mua được gì. Mẹ, cha sắp làm chủ tịch rồi, cũng cần mấy bộ quần áo, mẹ xem bộ kia như thế nào giang hải chỉ vào một gian hàng mang thương hiệu quốc tế hỏi cố vân lệ do dự một chút liếc nhìn cố uyển như cố uyển như thì quá hiểu con người giang hải căn bản có đắt hay không đều không bận tâm huống chi hiện giờ cả cái trung tâm thương mại đều là của mình hơn nữa lôi nhân hào cũng chưa có quần áo để mặc ra ngoài vì thế thuận theo lời của giang hải nói mẹ con thấy đắt cũng được mua cho cha mấy bộ đi Cố vân lệ miễn cưỡng đồng ý, lúc đang chọn quần áo, phía sau bóng truyền đến tiếng cười lạnh. Tuy rằng đây không coi là thương hiệu lớn gì, nhưng đối với các người có phải là rất xa xỉ không? Người nói chuyện chính là cố nhân, đang tay trong tay với một người phụ nữ mập mạp, nếu không muốn nói là béo phì như khủng long. Tiểu Ni, đây là cố huyền như mà anh đã nói với em, tìm được chồng là một thằng tìa xế đấy. Mặt ung Tiểu Ni rất to, mắt híp, mũi hếch lên trời, vừa nhìn đã biết là người ngang tàng kiêu ngạo, mặt bao nhiêu đồ hiệu vẫn không sang lên được. Từ xa, cố nhân đã nhìn thấy cả nhà cố uyển như, tay nắm chặt, hận không thể xé xác mấy người cố uyển như thành từng mảnh. Nhớ tới cái tát mà Giang Hải giáng xuống, anh ta vẫn nhớ sự đau rát. Sự sỉ nhục mà Giang Hải gây ra, anh ta sẽ ghi nhớ cả đời. Cố hạo dân bị Giang Hải chơi một vố, 10% cổ phần của tập đoàn cố thị đã bị bán lỗ cho Kim Cheong Jun rồi quan trọng nhất là huyết áp cố hạo dân lên cao hôn mê bất tỉnh, xuất huyết não bị đưa vào bệnh viện, mặc dù giữ được mạng sống, nhưng vẫn để lại di chứng, nhận thức cũng sẽ hồ đồ. Trên giường bệnh, cố hạo dân luôn miệng mắng chửi cố uyển như và Giang Hải. Đương nhiên anh ta cũng đoán ra được, tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy mà Giang Hải và cố huyền như bày ra. Hiện nay, cố nhân đã không còn muốn tranh đoạt sản nghiệp cố gia nữa. Chỉ muốn làm con rể của ung gia ở thành phố Giang Thanh, cả đời này không cần phải phấn đấu, ngồi mắt ăn bát vàng. Đến lúc đó, muốn có được tài sản cố gia ố dễ dàng hơn nhiều. Ung Tiểu Ni chính là con gái duy nhất của Ung Gia. Đợi anh ta xử hết người lớn trong Ung Gia, rồi lại nghĩ cách đá đứa con gái xấu xí như Ung Tiểu Ni đi, tất cả mọi thứ của Ung Gia đều sẽ là của cố nhân. Sắc mặt cố vân lệ xấu đi, kéo chặt lôi nhân hào muốn rời đi. Giang Hải cản cố vân lệ lại, vẻ mặt tươi cười nhìn cố nhân, cố thiếu, chẳng anh thích bộ đồ kia sao? Cố nhân hừ lạnh, những thứ nghèo mà thế này, tôi còn lâu mới thèm đụng vào. Chỉ có những kẻ hèn mọn các người mới mặc những thứ rác rưởi thế này. Giang Hải gật đầu, nếu đã như vậy, anh cũng đừng đến mấy cửa hàng rác rưởi này nữa, mấy bộ quần áo rác rưởi để chúng tôi mua là được rồi. Người như anh, sao không mua hàng hiệu, lại cứ muốn đến loại cửa hàng tồi tàn thế này. Cố huyền như cũng chán ghét cố nhân, không muốn đôi co với anh ta. Cô kéo Giang Hải đi, đi thôi, phía trước còn nhiều thứ tốt hơn. Cố huyền như chẳng qua là muốn lấy cớ rời đi, nhưng cố nhân lại chế diễu, không mua nổi thì cứ nói thẳng ra, tìm cớ như vậy làm gì. Giang Hải nhìn cố huyền như, trao đổi với nhau bằng ánh mắt xong. Giang Hải lại nói, chúng tôi không mua nổi, anh có thể mua nổi. À đúng rồi, nghe nói cố thiếu đây đã bán cổ phần của tập đoàn cố thị đi rồi, đúng không? Không còn cổ phần của tập đoàn cố thị, chỉ sợ là các người không còn một xu để sống nhỉ. Nói xong, không hề để ý đến Cố Nhân, kéo Cố Vân Lệ, "Mẹ, mẹ xem mấy bộ quần áo này nè." Cố Uyển như kéo Cố Vân Lệ đến một bên, nói thầm, "Bảo Giang Hải giúp chúng ta chọn đi." Giang Hải ra vẻ rất hào phóng, chỉ vào một kệ hàng rồi nói với nhân viên, "Cô à, gói hết chỗ quần áo kia lại cho tôi." Tất cả sao? Nhân viên bán hàng cũng kinh ngạc, đây là mua quần áo, không cần thử sao? anh à anh xác định tất cả chỗ này sao cố nhân cười nhạo hừ mẹ nó diễn giỏi thật đấy nghèo mà cố tỏ ra cao sang nhân viên bán hàng không tin vào tai mình vội hỏi lại cẩn thận anh à gói toàn bộ lại sao giang hải vẻ mặt không vui thế nào cô cảm thấy tôi nghèo hơn hèn có những kẻ tự cho là mình có tiền chê bai người khác nhưng thật ra trong túi thì không có đồng nào giang hải nói vừa đủ cố nhân có thể nghe thấy được rõ ràng giả vờ Cố Nhân phẫn nộ, nghiến răng gầm lên, "Cô kia, gói hết quần áo trong tiệm cô lại cho tôi, tôi lấy hết." "Không tiếp tục giả bộ nữa à?" Sắc mặt Giang Hải trầm xuống, "Tất cả số quần áo này đều là tôi chọn trước rồi, nếu anh muốn mua thì chọn những đồ mà tôi đã bỏ lại đi." Cố Nhân nói xong thì hối hận, tuy rằng anh ta có thể mua nổi, nhưng mua nhiều quần áo như vậy về để làm gì? Lẽ nào chỉ vì để chọc tức Giang Hải? Trên thị trường có nhiều loại quần áo như vậy Giang Hải có thể mua ở chỗ khác. Nhân viên bán hàng hơi mơ hồ, không rõ cố nhân nói có phải là thật không. Nếu như là thật, chỉ riêng phần trăm doanh thu đã ngang với lương bình thường làm một năm rồi. Cố nhân không nói gì nữa, mặt tái mét hận đến mức không thể trốn đi. Mua thì phung phí, không mua thì chắc chắn sẽ bị cả nhà Giang Hải chế giễu. Giang Hải dục nhân viên bán hàng khẩn trương đóng gói xong, cố nhân chỉ giả giả vờ giàu có. Lúc này. Ung tiểu ni cuối cùng cũng lên tiếng, kéo cánh tay của cố nhân, lấy ra một chiếc thẻ đen, anh yêu, chỉ có mấy bộ quần áo rẻ tiền thôi sao? Chúng ta mua hết, chỉ cần anh thích, mua cả cái cửa hàng này cũng chả sao. Chapter 4 người doanh thu tăng rồi. Giang Hải xém chút không nhịn được cười, nếu như để cho cô gái có thân hình phì nhiêu này biết rằng trung tâm thương mại này chính là sản nghiệp của cố Uyển như, không biết liệu có tức đến mức ói máu không nhỉ. Cố nhân trần trừ không quẹt thẻ, chắc chắn là hối hận rồi. Giang Hải giả vờ nổi giận đùng đùng, rút thẻ mua sắn ra nhưng chẳng qua chỉ là tấm thẻ có hạn mức 5 ngàn. Cô gái, tôi muốn lấy bộ này, quẹt thẻ đi không vừa tôi cũng không trả lại đâu. Cô phải để ý nhé, có vài người vừa mới mua đồ xong chớp mắt đã quay lại đòi trả tiền. Tôi nhớ mua đồ ở trung tâm thương mại thành phố Giang Tư được trả hàng không cần lý do trong vòng 7 ngày đấy. Tôi là loại người đó sao? Đã mua quyết không trả, Cố Nhân cảm thấy bị sỉ nhục, Giang Hải chẳng qua chỉ là một tên lái xe, bị mất mặt trước anh ta, ai mà chịu được cơ chứ. Cố Nhân đặt thẻ lên mặt quầy thanh toán, anh thật sự làm người ta buồn cười chết mất, cứ cho là thương hiệu này không phải thương hiệu hàng đầu đi nữa thì 5 triệu của anh mau gì chứ. Cô kia, quẹt thẻ đi. Dù sao cũng là Giang Hải bước vào tiệm trước, cô nhân viên có chút e ngại nhìn Giang Hải. Nếu như đi bây giờ, Cố Nhân sẽ không mua nữa. Vậy thì vở kịch này còn gì là vui? Tính toán xong giá tiền, nhân viên hỏi: "Quý khách, tổng cộng 30 triệu, chắc chắn gói lại hết chứ ạ?" À? Hóa đơn trầm cầm được in ra, nhiều thế này chắc khó mang đi hết, nhân viên ghi lại địa chỉ, sắp xếp người giao đến tận nhà. Giang Hải giống như chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến vậy, mắt chữ o miệng chữ a. Sắp xếp hết đồ cần đóng gói xong, cố nhân đứng trước mặt Giang Hải xé tan hóa đơn rồi tiện tay vứt bỏ đồ nghèo hèn cuộc sống của người giàu mày đừng mơ tới giang hải và cố uyển như nhìn nhau nở nụ cười đắc ý bước ra khỏi cửa hàng cố uyển như không nhịn được mà bật cười giang hải ẻ mặt nghiêm túc lát nữa còn có kịch hay đừng có để lộ em đã nói với mẹ rồi chứ giang hải hỏi cố uyển như lắc đầu nhìn sang cố vân lệ trên sắc mặt bà lộ vẻ vui mừng muốn giấu cũng không giấu được người mẹ vợ này quá coi trọng tiền bạc chỉ cần nói với bà ấy đấy là công việc làm ăn của nhà, cố nhân mất tiền, chúng ta kiếm được tiền, phối hợp ăn ý vậy còn gì hoàn hảo hơn cơ chứ. Còn về Lôi Nhân Hào, đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chẳng qua chỉ là không nói mà thôi. Một lúc sau, Cố Nhân từ trong cửa hàng bước ra, anh ta trông như một kẻ thắng trận, đầu ngẩng cao kiêu ngạo. Giang Hải lạnh lùng cười, kéo tay Cố Uyển như, có tiền thì có gì ghê gớm, dù sao thì bạn gái tôi đẹp tựa tiên nữ trên trời, mặc gì cũng đẹp hết dáng người vợ tôi bao nhiêu quần áo mặc lên đều đẹp hết. Vợ, anh nói đúng không? Cố huyền như gật đầu, cố nhịn cười. Câu nói này đã khiến ung tiểu ni vô cùng tức giận. Thánh nhân từng nói, phụ nữ thích khen tị, câu này quả nhiên không sai. Vừa nghe Giang Hải nói xong câu, bao nhiêu phẫn nộ, bực tức, đố kỵ của ung tiểu ni dồn hết lên mình cố huyền như. Nhưng cho dù có mù cũng nhìn ra được, bất luận từ ngoại hình hay vóc dáng, hoặc ứng xử, Cố Uyển như một chút cũng không hề cảm thấy áp lực. Ung Tiểu Ni nổi giận đùng đùng chọn đồ. Giang Hải kéo Cố Uyển Như lên lầu, Cố Uyển Như nói: "Hay là thôi đi, đi theo họ làm gì?" "Đừng có nói vậy chứ, chúng ta kinh doanh mà." Giang Hải lôi Cố Uyển Như lên tầng. Vừa lên đã nhìn thấy Ung Tiểu Ni đang thử một chiếc áo, suýt chút nữa bị cô ta làm rách rồi. Cô nhân viên sắc mặt rất khó coi, nhìn thấy bộ đồ hiệu cũng nói thẳng là không hợp muốn cô ta cởi ra. Giang Hải bước đến, chỉ vào bộ trên người Ung Tiểu Ni, cô gái, "Tôi lấy bộ này, quẹt thẻ nhé." Sau đó lại lấy cái thẻ mua sắm 5 triệu đó ra. Cô nhân viên biểu lộ vẻ cổ quái, có chút nghi ngờ không biết Ung Tiểu Ni với Giang Hải có phải là đồng bọn không. Một người không mặc vừa cứ nhất quyết thử, rõ ràng là tự làm khó mình. Người còn lại thì lấy tấm thẻ 5 triệu ra tỏ vẻ mình là người giàu có. Trong lòng cô nghĩ Giang Hải bị thần kinh sao? Đây là khu thương hiệu quốc tế, 5 triệu mua gì? Có lẽ chỉ mua được cái áo trơn, dù một cái áo lỗi mốt cũng nằm giá 20 triệu rồi chứ đừng nói hàng mới ra mắt trên thị trường. Hơn nữa, cái thẻ mua sắm này có bao nhiêu chứ? Quý khách, thẻ của anh không đủ tiền, nhân viên lịch sự nói. Từ sau khi trung tâm thương mại này bị Cố Uyển như mua lại, thái độ nhân viên được cô chấn chỉnh lại. Giang Hải nhất thời đỏ mặt, xấu hổ lấy ra một chiếc thẻ nữa, lần này đủ rồi chứ? Cô nhân đứng một bên liên tục cười nhạt, đúng là nghèo mặt dẹp. Giang Hải, anh mau chạy vào xó trốn đi, đứng đây thật mất mặt. Cô nhân viên khó xử, nhìn Giang Hải nở một nụ cười ái ngại. Giang Hải ngập ngừng nói, chẳng sao cả, mua không nổi thì sao chứ? Tôi thấy có một số người cũng chẳng qua là con nghiện mua đồ, mặc bộ này bộ kia thực chất chỉ là nợ tín dụng. Thẻ đen kia của Ung Tiểu Ni không phải loại thẻ bình thường, ai biết tự nhiên hiểu giá trị lên tới vài tỷ. Ung Tiểu Ni bị chọc tức, Giang Hải lại đổ thêm dầu vào lửa, dù sao bạn gái tôi xinh đẹp, mặc gì cũng đều giống như mặc đồ hiệu hết. Cố nhân trừng mắt, Giang Hải, anh thật vô liêm sỉ. Nếu như đánh lại được Giang Hải, cố nhân đã không do dự mà ra tay rồi. Thật là tức chết, rõ ràng là đồ kiến hôi. Giang Hải chỉ mới trợn mắt, cố nhân đã cầm miệng lại, anh ta ý thức được Giang Hải nói đánh là sẽ đánh. Vừa mới gặp nhau, cố nhân nói vài câu giống như sỉ nhục thì Giang Hải sẽ không ngại tặng anh ta một cái tát. Tiểu Ni, chúng ta đừng chấp loại người kiến thức tầm thường đó, cứ coi như trên thế giới này không có thằng nghèo hèn đó là được. Giang Hải nắm lấy tay cố uyển như, hôn nhẹ nhàng tình cảm nói, vợ, anh cảm thấy em mặc sẽ rất đẹp, hừng dáng người này của em, đúng là tuyệt hảo, ai béo mập đứng cạnh em e rằng sẽ không sống nổi mất. Béo mập, tự nhiên là nói ung tiểu ni. Ung tiểu ni tức giận, chỉ vào mặt Giang Hải, anh đợi đấy. Giang Hải, Cố Nhân tức giận hét lên. Sao thế, Cố thiếu gọi tôi có việc gì? Giang Hải cười cợt, sắc mặt nghiêm túc lấy thẻ ra, "Phục vụ, tôi muốn bộ trên tay anh ta." Ung Tiểu Ni lại lấy thẻ đen ra, "Không cần gói nữa, tôi lấy chiếc này." Giang Hải lại lên giọng, "Chỉ vào một bộ khác vợ, chúng ta lấy cùng một bộ này nhé. Đồ có đẹp cần tìm người hợp với nó." Ung Tiểu Ni đứng sững lại, Nét mặt co rúm, phục vụ, lấy cho tôi mẫu này, kia tôi lấy hết, không chỉ một chiếc mà cắt sai luôn. Giang Hải đợi câu nói này, hai tay chống nạnh tỏ vẻ bất bình đứng bên cạnh đợi cô ta thanh toán. Tiếp đó, Cố Nhân đi đến đâu Giang Hải kéo theo Cố Uyển như đi đến đó. Vô sỉ. Giang Hải cũng chỉ là vì muốn tăng doanh thu cho trung tâm thương mại nhà mình. Cuối cùng, Ung Tiểu Ni không nhịn được phát điên tát Cố Nhân một cái bạt tai. Đồ phế vật anh không nhìn thấy tôi đang bị người ta bắt nạt sao? Đây đâu phải là đi mua sắm, rõ ràng là mua bực tức vào người. Ung tiểu ni không tức mới lạ, lúc đầu đâu phải giang hải chọc tức cố nhân, do cố nhân cố tình khơi màu đấy, cuối cùng không làm được gì lại tự mình gậy ông đập lưng ông. Cố nhân cố cười trừ, luôn miệng gọi, em yêu, anh xin lỗi. Nếu như không phải vì gia thế và tiền của nhà ung tiểu ni, cố nhân làm sao để bản thân thiệt thòi ở bên người có thân hình như khủng long kia chứ? mỗi lần đều phải uống thuốc cố nhân cần nhanh chóng kết hôn thực hiện kế hoạch tiếp tục như vậy bản thân sẽ thành phế nhân mất giang hải đứng một bên theo dõi ngựa ông đắc lợi ung tiểu ni lạnh lùng nói giang hải anh sẽ trả giá nói xong ung tiểu ni quay người bỏ đi cố nhân mau chóng chạy theo sau giang hải nói với theo cố thiếu vội đi vậy sao không ở lại chơi thêm chút nữa à à quên nói với anh trung tâm thương mại thành phố Giang Tư Giờ là sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như. Hai người tiêu mỗi một xu đều vào túi tiền của Uyển Như đó. Đều là sản nghiệp chúng tôi, sau này thường xuyên lui tới nhé. Cố nhân xứng sờ, tức xém chút nữa ngất đi. Cố Uyển Như, tập đoàn Uyển Như ư, cái tên kia chẳng lẽ còn chưa rõ hay sao? Nếu như Giang Hải nói là thật, vậy thì chắc chắn anh ta bị chơi xỏ rồi. Cố Uyển Như thành lập tập đoàn công ty từ khi nào? hơn nữa còn có thể thu mua cả trung tâm thương mại. Cố nhân cắn chặt răng, thề độc nhất định phải để Giang Hải chết không có đất chôn. Cho đến khi không thể nhìn rõ hình bóng bọn họ, Giang Hải mới bình thường lại. Vợ, chúng ta đã kiếm được bao nhiêu? Cố huyền như cười lớn, kiếm được bao nhiêu không quan trọng, em muốn nhìn cái vẻ mặt kênh kiệu đó của cố nhân. Cổ họng của cố nhân như nghẹn phải cục đá, nuốt không được mà nhổ cũng không ra, trước khi đi còn bị đâm một nhát đau điếng. Giang Hải chơi ác như vậy với Cố Nhân chẳng qua muốn làm vợ cười thôi. Nghe nói, Khủng Long Chúa, bên cạnh Cố Nhân đã tiêu một số tiền lớn, Cố Vân Lệ rất vui vẻ. Cả nhà ở lại khu mua sắm hơn nửa ngày, Lôi Nhân Hào mua một đống quần áo, Cố Vân Lệ tất nhiên cũng mua không ít quần áo, giày dép, mũ khăn, đồ trang điểm. Đến Cố Huyền Như cũng mua rất nhiều, đầy cả xe hàng để người giao hàng về nhà cả nhà họ lại ăn một bữa tại khu ăn uống của trung tâm sau đó mới thoải mái quay về sờ vào chiếc đồng hồ đeo tay mới cố vân lệ không nỡ đúng là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thuận mắt làm sao lại quên mất chứ cố vân lệ giật mình sực nhớ ra làm sao vậy mẹ giang hải nhìn qua kính chiếu hậu cố vân lệ thở dài chưa mua gì cho con cả giang hải trong lòng tràn đầy ấm áp cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất tốt Cố Vân Lệ nói với Cố Uyển Như, Uyển Như, việc này giao cho con đó, không cần biết ngày mai con có bận thế nào cũng phải mua cho Giang Tiểu Tử vài bộ quần áo, mẹ thấy nó toàn mặc đi mặc lại mấy bộ này. Giang Hải thật sự không có yêu cầu gì, chỉ cần thoải mái là được. Giang Hải đã là đế vương, dù mặc thế nào thì người người vẫn tôn sung anh. Về đến nhà, tắm rửa xong đi nằm. Cố Uyển Như nhìn Giang Hải, nói cho anh biết một chuyện nhé. Ừm. Uhm cậu hai xuất huyết não nằm viện rồi. Cố huyền như thở dài, hôm nay chúng ta chọc tức cố nhân như vậy, liệu có? Ác hay tàn nhẫn, Giang Hải cười, vợ ngốc này, đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cô đã quên khi xưa những người đó đối xử với cô ấy như thế nào sao? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 40